Hey, um, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Um, các bị cái problem với cái uh, cái cái sound system nãy giờ các không nghe được gì hết. Uh, các ơn nay hay rất là nhiều uh, giúp cho các giữ uh, lớp uh, khoảng thêm 10 15 phút uh, để các sửa lại cái sound system anyway. Nếu các bạn nghe được chắc là tốt. rồi Tại vì các ở bên đây các không có nghe được gì hết. Um, anyway, uh, các xin lỗi các bạn uh, hơi chậm trễ một chút xíu. Chúng ta bắt đầu tiếp tục. Um, cái phần thứ ba của bài luyện âm um, hình như là bài thứ hai chúng ta vẫn chưa chưa có xong phải không các bạn um, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục cho xong cái phần thứ hai rồi sau đó hà ca sẽ bước qua phần thứ ba um, khi nào các bạn hết nghe thì cho hà các biết nha uh, tại chị không biết cái, cái sao xin như thế nào nè anyway um, tuần vừa rồi chúng ta đã đi qua để uh, các coi um, phần hai page one page two uh, uh, okay hình như mình start um, ở uh, âm um, m phải không các bạn l m l and m mình ngưng oh, n ha okay mình ngưng ở n alright um, chứ các hỏi ở trong này có một bạn tên là I mean cái nick cái nét gì hôm qua hỏi trong room cái lớp của FPOC về các vấn vấn đề uh, double consonant double consonant bạn đó có đây không Ok, chắc là không có. Um, tại vì Hạt Cá có nói là Hạc Cá sẽ trả lời cho bạn đó uh, ở trong cái phần số 7, ở trong khóa luyện âm. Um, tại vì bạn đó thắc mắc là tại sao ở trong một số chữ um, có những cái, cái uh, uh, ví dụ như là um, letter... Um, M, hai chữ M hay là hai chữ N hay hai chữ D, và uh, yeah, có những hai chị ask đại khái như vậy và yeah, có khi thì người ta đọc khi thì người ta không và uh, yeah, bạn đã hỏi là cái chữ s mà lì tại sao lại đọc là hai uh, âm um, f V, m rồi m i l y đại khái như vậy thì Hà các cũng cũng thắc mắc và các nói với bạn đó là Hà các sẽ trả lời cho bạn vào trong cái cái ngày hôm nay à, tối hôm nay nhưng mà các rằng bạn đó không có ở đây thì hả các cứ theo cái chương trình là Hà các sẽ nói về cái vấn đề double consonance um, vào uh, cái phần thứ bảy các bạn khi đó các sẽ đưa lên tất cả những cái chữ gọi là Đã consonant nên trong tiếng Anh và tại sao trong một số các chữ ví dụ như các bạn thấy cái chữ accept thì chúng ta đọc là accept a a and then s e p t mà một số thì chúng ta sẽ đọc ví dụ như là accessory thì các bạn đã đọc là access đấy các như vậy sorry các anyway các bạn thấy um, đôi khi chúng ta sẽ chúng ta sẽ um, đọc nó sẽ là cái âm um, s và đôi khi chúng ta sẽ đọc nó là uh, là âm âm uh, um, k và s thì um, khi nào chúng ta sẽ đọc như thế nào thì hôm đó các sẽ uh, giải thích rõ ràng cho các bạn Đấy, um, có rất rất là nhiều uh, thắc mắc gửi về um, và các uh, sẽ cố gắng uh, à uh, dành thời gian để trả lời những câu hỏi của các bạn. Nhưng mà hiện tại Hà Các có nói với các bạn rằng là Hà Các đang chuẩn soạn uh, cái kỳ thi final cho cho um, uh, cái 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 uh, cuối của cái semester này. Cho nên à uh, những cái lớp học các phải viết nhiều bài quá cho nên một một số các bạn hà các phải hà các nhận được câu hỏi rồi nhưng mà hà các chưa có, có chưa có cách nào để mà vào để mà trả lời cho các bạn được um, có một số các bạn hà thấy các thấy rất là rất là cần thì hà các có send message trả lời cho các bạn rồi uh, còn một số các bạn khác hỏi những câu hỏi dài hơn thì hà các cho hà các hẹn lại một uh, một ngày nào đó sau cái ngày December 15 um, là cái ngày mà hà các thi xong đó thì hà các sẽ vào để mà trả lời cho các bạn hết, ok? Um, em và từ điển thì có một số từ không có phiên âm phải làm sao? Thường thường là những cái từ đó nó đã có phiên âm ở cái chữ chính đó, bạn ví dụ như là bạn thấy cái uh, một một dài chữ hà, uh, các không biết bạn tra chữ nào thành ra bạn nói vậy hà có hơi khó. Hoặc là nhiều khi bạn tìm cái chữ đó mà uh, có thể là tên riêng hay là chữ đó thì người ta không có phiên âm, nhưng mà phần nhiều ở trong đó là có đã có phiên âm rồi. Hoặc là những cái chữ nào mà từ trong cái cái phon của nó là singular thì nó đã có phiên âm sẵn hết rồi um, cố gắng check lại cái cái uh, spelling của bạn coi là bạn có um, um, đánh dần cái chữ đó đúng hay không ha uh, nhưng mà phần nhiều mà um, cả thấy ở trong đó đều có phiên âm hết rồi trừ khi nào bạn phiên âm bạn viết sai hay gì đó thì nó sẽ đưa bạn sang một cái uh, cái cái tiếng khác chẳng hạn như là tiếng uh, thái hay là một số uh, tiếng khác đó cũng tự tự giống như là tiếng anh um, và um, đôi khi bạn sẽ sẽ tự nhảy tự động thôi nhảy sang những cái cái trạng đó sơn so, uh, coi lại cái chữ của bạn ha um, alright còn nếu mà cái chữ nào mà không có được thì là bạn uh, có thể đưa lên rồi chúng ta cùng tra thử với nhau dạ, có loa đọc nhưng không có phiên âm uh... uh, thì nhớ là các nói đã spring đưa lên cái chữ đó đi rồi uh, chúng ta sẽ nói uh, chúng ta sẽ cùng tìm với nhau ha uh, các bạn ở trong đây cũng một số các bạn ở trong này cũng có thể giúp cho bạn được. Thành ra cứ nói khơi khơi một chữ thì mình mình rất là thấy là chúng ta rất là khó đoán. Um, cho nên cái chữ nào oh, tôi không tìm được cái chữ này các bạn ơi, um, các bạn có thể tìm giùm tôi được hay không? Như vậy thì các bạn sẽ giúp cho bạn. Rồi, um, chúng ta sẽ nói tiếp tục về âm um, âm um, P ngày hôm nay. Uh, trước khi um, hà các nói uh, về âm P hà cát muốn hỏi lại các bạn một lần nữa là trong tiếng Anh có ba âm mà khi mà chúng ta phát ra, các bạn bắt buộc phải có cái sự thổi hơi ra, a puffer there. Ở trong um, ngôn ngữ học thì chúng ta gọi cái đó là aspiration. Đúng rồi, very good. Um, nhớ ba âm này các bạn ha à, à hôm, hôm lần trước tuần trước hà cá có nói qua thôi à, bạn nhưng mà hà cá chưa có nói rõ về cái vấn đề này cho nên hà cá chỉ có nói qua với các bạn à, về từ cái âm k đó âm k thì hà cá có nói qua âm p và âm t nhưng mà thật sự là chưa có đi sâu so vào vào hai cái âm này âm à, p và âm t và ngày hôm nay hà cá sẽ nói qua cho các bạn um, trong âm p các bạn biết là ở trong tiếng việt nam không có uh, âm p bắt đầu Ví dụ như là bất cứ trong tiếng Việt Nam uh, các bạn sẽ thấy không có cái chữ nào bắt đầu bằng âm P hết À, nhớ là khi Hà Cát nói âm P thì Hà Cát dùng hai cái slanted line để đưa lên cho các bạn. Nó không phải là chữ viết, tại trong à, tiếng Việt Nam chúng ta có cái chữ là PIN là cái chữ mà các bạn hay đọc là pin đó. Nhưng mà các bạn thấy dù là chúng ta viết cái chữ đó ra với cái letter P, nhưng mà khi các bạn đọc, các bạn vẫn đọc âm B ở trong tiếng Việt Nam. Không có ai nói là um, cái radio, cái cái, cái, uh, cái, cái, cái ra, radio hoặc là cái radio vậy đó. Um, của tôi nó hết pin rồi chứ không có ai nói là cái um, cái radio của tôi nó hết pin rồi cho nên hà có nói cái âm p ở trong tiếng việt không có là như vậy um, âm p ở trong tiếng việt chúng ta sẽ thấy nó nằm ở ending sound ví à, dụ như trong những cái chữ như là tép à, đại khái như vậy thì các bạn sẽ thấy là ending sound trong tiếng việt nam thì chúng ta có âm p đúng rồi tép hay là nếp um, nhưng mà chúng ta sẽ không có cái âm p À, đứng ở trên đầu And again, Cát nói đây là về âm Khi mà chúng ta nói về âm P Ở trong tiếng Anh um, Thì tiếng Mỹ đó Thì các bạn cứ nghĩ tới một cái điều uh, Giống như khi mà chúng ta nói về cái âm B Của tiếng Việt Nam okay? Hôm qua Hà các có nói là giống như là các bạn chơi vậy thôi và chúng ta chúng ta còn nói cái âm bờ tại chỉ tiếng Việt Nam chúng ta có cái âm bờ trong đó thì cái câu mà Hạ các hai đưa lên để cho các bạn thấy nó vừa vui uh, vừa dễ nhớ là bên bà biển thì khi mà các bạn uh, gọi là hết nghe rồi hả? hello, các bạn có nghe không? Ok, um, ok, so sorry. Um, um, các, các bạn bị các, các bị giật mất nha. Hmm. À, khó các tài giả khác không có nhìn thấy là mình mình có bị giật hay là không nữa dạ yeah, đúng rồi à, bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển thì khi mà các bạn nói cái câu đó thì các bạn sẽ thấy là mình dùng cái âm bờ bên việt nam thôi à, các em nhỏ cũng có thể nói được những cái câu như vậy tại vì âm bờ là một cái âm rất là bình thường trong tiếng việt thì um, các bạn khi mà nói theo âm P thì các bạn cũng cùng nói cái câu đó nhưng mà các bạn thử mình nói theo cái cách mà vui thôi có nghĩa là các bạn à, thổi hơi ra trong từng âm nhớ đọc thay cũng y chang cái câu đó bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển thì chúng ta sẽ nói là pa, pa, pel, pang, phan, pel, phan, per, ping. Thì khi mà các bạn đọc như vậy đó thì các bạn uh, nghĩ rằng nó vui thôi, nhưng mà đó chính là âm p ở trong tiếng Anh. và các đã giúp một số các bạn ở trong này rất là nhiều, tại vì các các bạn thấy là khi mà mình không phân biệt được hai cái, uh, số các bạn cứ bị lẫn lộn hai cái âm này hoài hả, uh, và uh, trong thời gian hoặc uh, cái chế ở trong ở trong podcast này cũng lâu lắm rồi, và các thấy là một số các bạn khi mà đã nhận ra được cái cách nói như vậy đó, thì các bạn đã không còn bị cái problem khi mà nói âm p nữa, và nhớ là âm b À, âm bờ đó các bạn nó khác với âm p là âm p bởi vậy cho nên các, khi mà các bạn học được âm p rồi đó thì cũng đừng có quên âm b ở trong tiếng việt là tại vì một số các bạn khi mà khi mà đọc được âm p rồi đó thì cứ đem cái âm p đó mà nói cho tất cả âm mọi cái um, cái chữ mà có âm b ở trong tiếng Việt Nam uh, hoặc là trong tiếng Anh um, thành ra cái từ các bạn làm khổ cho mình hoặc uh, các biết là các bạn kêu cái đó là cái cách uh, thét sát của sì tin ở đại khái là những người uh, trẻ họ viết như vậy nhưng mà vô tình các bạn chuyển cái âm đó sang và dạ, và bởi vậy cho nên một số các bạn khi mà đọc rõ ràng tiếng Anh là âm là âm âm b, âm b, nhưng mà các bạn đã đọc ra là âm p. Bởi vậy cho nên các bạn nhớ mình phải nắm vững cái âm ở trong tiếng việt của mình rồi, thì các bạn mới bắt đầu khi mà học tiếng anh các bạn mới rõ ràng được hai âm, và đừng có có lẫn lộn các bạn ha. Sự lẫn lộn nó bắt đầu từ đâu? Sự lẫn lộn nó bắt đầu từ trong cái chữ viết của các bạn. Tuy rằng các bạn hay nói là à đó là cách viết của siri tin, nhưng mà các bạn thấy rất rất rõ ràng chính mình làm khổ cho mình, tại vì mình sẽ bị lẫn lộn giữa hai cái âm. Alright, Um, so âm um, P khi mà đứng đầu một chữ again. Uh, khi mà letter P đứng đầu một chữ hoặc cái viết trong đây ha, đứng đầu một chữ thì các bạn sẽ um, dùng âm P có nghĩa là um, dùng cái aspiration ở trong đó cho nên những cái chữ như là pot hay là pen hay là pen các bạn sẽ thấy nó bắt buộc phải có sự thổi hơi ra có một số các bạn sẽ không quen và các bạn sẽ đọc là pot, pen thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ hơi bị ngọng ở cái chỗ đó um, cho nên cố gắng khi mà phát âm chuẩn ở trong tiếng uh, tiếng mỹ đó các bạn cố gắng từ những cái cái vấn đề nhỏ nhưng mà chúng ta phải làm cho cho đúng và chúng ta uh, phải nhớ cho phát âm ra cho nó chuẩn ngay từ những cái âm rất là nhỏ um, có một điều Hà cách nói trước trước khi mà chúng ta bước sang cái phần blends và diagraph uh, digraph uh, grab, là uh, khi mà các bạn uh, có cái những cái âm trước cái âm p ví dụ như là trong cái chữ uh, span uh, thì các bạn sẽ thấy cái âm đầu tiên nó không còn là âm p nữa mà nó là âm s uh, thì trường hợp này các bạn sẽ thấy âm p nó không còn cái aspiration nó sẽ trở thành ra là unaspirated alright cho nên chúng ta phải biết được là khi nào chúng ta đọc có aspiration và khi nào chúng ta đọc không có aspiration uh, để ý cái vấn đề này các khi mà nói tới âm p mà có aspiration hoặc các nhấn mạnh là nó khi nào nó đứng đầu một cái chữ đó đây right. um, âm phi có thắc mắc gì nữa không các bạn có một số các bạn uh, sẽ thắc mắc là à, ví dụ như âm p đứng ở phía sau thì sao chúng ta sẽ tới cái phần ending sound um, final sound ở trong tiếng anh cho nên các bạn uh, khi học các nói tới cái vấn đề đó, về đó đứng vấn đề đó thì học Cát sẽ giải thích cho các bạn là âm p khi mà đứng đứng kết của của một chữ nó sẽ như thế nào bây giờ so, uh, các bạn cứ có kiên nhẫn uh, nhớ là chúng ta chẳng còn đang ở trong kindergarten chưa có chưa có ra trường được. đấy right, um, âm tiếp theo chúng ta có đó là âm R đứng sau âm S là không tạo hơi không phải là không tạo hơi bạn nhưng mà không có bật hơi mạnh không có aspiration chứ không phải là không tạo hơi uh, nó, nó vẫn có bạn tại vì âm thanh ở trong tiếng Việt hoặc là trong tiếng anh cũng vậy nó tới cái là cái cái luồng hơi đi ra thành ra nếu mà chúng ta nói nó không bật hơi thì đúng an aspiration um, an aspirated đúng rồi nó nó là không có không có cái sự mà um, các bạn nếu mà thắc mắc là vấn đề bật hơi như thế nào thì các bạn cứ nghĩ là bây giờ mình ngậm cái hơi lại trong miệng và các bạn ra như vậy tới đó cái hơi cái cái hơi nó nó phát ra hơi mặt ngay cái ở cái chỗ đó giờ các bạn đôi khi um, các bạn cứ lẫn lộn uh, cái âm đó và cái âm th ở trong tiếng anh và các bạn thường hay là thổi hơi trong âm th trong tiếng anh thì đó lại là cái điều không đúng là tại vì chúng ta chỉ có thổi hơi lại là

cho nên um, cho nên khi mà các bạn uh, nhất là đọc những cái chữ trong tiếng anh đó là các sẽ nói tới cái phần này các bạn ha nói tới uh, các âm th cho nên các bạn cẩn thận một chút xíu ha các chị nhắc là các bạn đừng có thổi hơi ra tại vì trong tiếng việt nam của chúng ta đó thì khi mà chúng ta nói cái âm uh, th ở trong tiếng việt th trong tiếng việt thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là chúng ta thổi hơi ra ví dụ như là uh, thông thả hay là thở than thì các bạn thấy chúng ta phải thổi hơi ra có cái aspiration ở trong đó thì chúng ta mới nói được âm th trong tiếng việt uh, còn nếu mà chúng ta không thổi hơi ra không có aspiration thì các bạn sẽ thấy thở than nó sẽ trở thành ra là tở tan hoặc là thủng thẳng, thủng thỉnh, à, hay là à, than thở, thì các bạn sẽ thấy nếu chúng ta không có cái sự thổi hơi ra, thì nó sẽ đổi thành ra những cái âm, à, mà âm T ở trong tiếng Việt. Các bạn thử đi, rồi các bạn sẽ thấy à, cái điều hòa khác nói. Khi mà chúng ta thổi hơi ra nó như thế nào ở trong âm à, TH trong tiếng Việt, những cái uh, âm mà chúng ta thường nói ở trong cái ngôn ngữ của mình nhiều khi chúng ta không để ý tới. Nhưng mà uh, khi có người nhắc cho chúng ta vấn đề này thì các bạn mới chợt thấy ra là à, đúng rồi ha, từ trước tới giờ mỗi khi mình nói tới âm thở trong tiếng Việt Nam đó, tôi đi nhà thờ mình có sự mình có mới uh, có cái sự thổi hơi ra Thỉnh thoảng uh, tôi làm cái gì đó là uh, thở than gì mình có cái sự thổi hơi ra nhưng mà từ trước giờ mình không để ý tới. Các bạn đồng ý không? ngoài sau chữ s thì anh thì còn sau chữ nào nó là anh aspiration nữa không có amsterdam hiểu một điều thôi là bạn có thể hiểu được hết điều khác khi âm p đứng ở đầu chữ thì mình có aspiration chỉ cần hiểu một cái điều đó thôi có nghĩa là bạn có thể hiểu được tất cả một cái điều khác <laughs> đúng không khi nó đứng đầu còn ví dụ như là đứng phía sau bất cứ một cái gì khác thì nó đâu còn là đứng đầu nữa đâu phải không thì mình không cần biết là nó đứng sau cái gì nữa, nhưng mà mình chỉ cần biết là ờ nó không đứng đầu vậy là được rồi. <laughs> ok. Vậy vậy cho nên uh, cái điều đó rất là dễ nhớ các bạn thấy và cái 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 uh, vấn đề mà An inspiration áp dụng cho cả ba âm, đó là ba âm nào các bạn? Chúng ta chỉ nói tới thì mình tâm. PTK, đúng rồi. Đứng đầu một âm Kenny Đứng đầu một âm. Kenny có hiểu khi mà hạ bạn nói đứng đầu một âm có nghĩa là gì không? Ok. Chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề khi mà chúng ta có hai âm ở trong cái chữ này của bạn. Alright. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa nói. Nhà các nói. Khi mà chúng ta đang là trong cái level nào các bạn? Khi chúng ta đang ở trong cái level nào? Ok, chúng ta đang ở trong cái level kindergarten thì các bạn có thể nói là bây giờ hạ uh, Cát các nói tới những cái chữ lớn, đại khái những cái chữ lớn như vậy được hay không? Chúng ta nhớ là chúng ta vừa có học qua A B C D, E F G mới học hôm trước thôi. Mới học qua thôi. Thật ra tới bây giờ nói thật sự ra là đưa ra một cái chữ là pen. đấy. Right. Chúng ta nhiều khi cũng đọc chưa có được chưa có nhớ xong là tại vì đang ở trong cái 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 level này. Và bây giờ Hà Cát khi mà nói tới cái chữ span thì Hà Cát cũng chưa có dám nói tới cái chữ span là tại vì chúng ta chưa có tới cái phần mà hai cái âm hai cái phụ âm ghép vào với nhau thì làm sao chúng ta có thể nói tới những cái chữ mà nó có hai syllables phải không các bạn? Hà Cát biết một số các bạn uh, đang thắc mắc là À uh, Hà Cát nói như vậy có thể là không đúng là tại vì ở trong những cái uh, những cái chữ này tôi tôi vẫn nghe aspiration nhưng mà Hà Cát chưa có muốn mất thời giờ để nói tới cái phần đó là tại vì khi mà các nói tới cái phần đứng đầu một chữ hà các đang nói tới one word syllable nhớ là khi mà hà các um, đưa những cái tài liệu này nên cho các bạn đó là hà các nói hà các nói tới đâu các bạn phải hiểu tới đó thành ra hà các tránh là không có đi lên tới chưa uh, word syllables, có nghĩa là uh, những cái âm tiết hoặc những cái chỉ có hai âm tiết hoặc là không nói tới ba âm tiết hoặc bốn âm tiết là tại vì sao với cái trình độ này nếu bây giờ hà các đem ra mà giải thích tại sao ở chỗ này nó có aspiration cho kia nó không có aspiration thì các bạn sẽ bị rối và các bạn sẽ nói là trời ơi tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả các nói cái này rất là dễ dàng để mà tôi có thể hiểu tại sao bây giờ nói tôi không nghe được tôi không hiểu được gì hết um, cho nên uh, một số các bạn khi mà mình thấy những cái cái vấn đề mà nó nằm ở trong những cái chữ lớn hơn các bạn hay đợi là tại vì hả các có nói trước khi mà hả các vào trong cái chương trình này để mà giải thích cho các bạn hạt cát có nói cho các bạn rồi tại sao khi mà chúng ta nói một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thì cái số 5 ở trong này chúng ta đọc là 5 với cái 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 uh, cái, n cái cái âm n 5 nhưng mà tại sao khi mà chúng ta nói tới 11 12 13 14 15 thì chúng ta đã dùng cái âm l là 15 à, um, cho nên mình đọc như vậy thì đó là cái luật căn bản nhất mình biết chắc đã rồi sau khi đó mình học lên cái level cao hơn thì mình sẽ biết là à, ok tới khi 15 mình sẽ không đọc là 10 năm mà mình sẽ đọc là 15 bởi vậy cho nên nó có những cái 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 uh, cái điều mà chúng ta phải nắm vững trong cái phần căn bản trước đã rồi khi đó chúng ta sẽ lên tới những cái level cao hơn và các uh, nói với các bạn nhắc đi nhắc lại với các bạn rồi đừng có quá thắc mắc những cái vấn đề nó cao hơn. Tại vì ở trong đây không có phải là uh, cái lớp ngôn ngữ học. Thành ra nếu nếu đây là một cái lớp ngôn ngữ học, bạn muốn hỏi tới đâu Hà cá sẽ trả lời với bạn uh, tới đó. Nhưng mà đây chỉ là một lớp uh, cho các bạn mới bắt đầu căn bản luyện âm thôi. Alright. Um, okay, các bạn đừng có nóng. Ha. It's okay. Uh, cá thấy là một số các bạn khi mà thắc mắc đó, it's okay. Nhưng mà như Hà cá nói đó, uh, cứ từ từ. Khi mà qua các bạn học hết những cái 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 lớp này rồi, thì các bạn sẽ tự mình sẽ giải thích được hết. Uh, just, just kind of like uh, hold on to your questions. Okay, hãy giữ lại những câu hỏi của mình. Um, các bạn sẽ thấy Hà Cát sẽ trả lời hết cho các bạn. Alright. Nhưng mà cứ từ từ chúng ta học tới đâu, tự mình sẽ có thể trả lời được rồi bây giờ chúng ta sẽ um, đúng là nhớ viết ra giấy là tới um, rồi các bạn sẽ thấy khi em học qua hết các bạn sẽ sẽ tự mình uh, trả lời cho được uh, trả lời cho chính mình những cái câu hỏi đó um, để mới có bước qua phần 2 thôi mà cũng chưa có xong được nữa nếu như quẹ là ở trong uh, tiếng Anh và trong tiếng Việt khác nhau như thế nào phần nhiều khi mà các bạn phát những um, tới các blends là những cái cái phụ âm ghép đó thì hai cái phụ âm mà các bạn hay hỏi nhiều nhất đó là dr and tr um, và yeah, thường thường là các uh, lúc nào cũng vậy hết nói các bạn là chúng ta trở lại cái âm r là tại vì khi mà chúng ta không nắm vững được cái cách để mà phát âm cái âm o như thế nào thì không cách nào các bạn có thể phát âm chuẩn khi mà nó âm o đứng chung với các âm khác nữa. Cho nên cái điều căn bản ở đây là làm sao chúng ta có thể hiểu được âm o ở trong tiếng Anh và âm er ở trong tiếng Việt khác nhau như thế nào. Ở trong tiếng uh, bạn đừng có mở webcam ở trong đây bạn ha, tại chị nhảy cái room nó sẽ bị uh, bị uh, lạc. Âm R ở trong tiếng Việt Nam khi mà các bạn đọc là các bạn chỉ có mở miệng ra thôi mở ra à, bình thường à, Ví dự lại mất tiếng ra hả còn mất không à, hương chạy ra để chạy vào lại đi hương tại vì các bạn khác vẫn nghe mà ok à, trước khi các à, có nhắc các bạn rồi trước khi mình nói lên là mất tiếng rồi mình chạy ra mình chạy vào thử coi nó có mất hay không rồi mình hãy nói um, mr right. à, ở trong tiếng việt nam khi các bạn mở miệng ra mình dạy các bạn nói là à, đi ra hay là à, à, rát Uh, rác hay là rách hay là um, rách rác rưỡi hay là rách rưới đại khái như r r r r có mở cái miệng ra bình thường thôi r r cái uh, cái đầu lưỡi của chúng ta cũng không có uh, chạm vào cái cái phần mềm ở phía trên cái 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 hàm răng của mình các bạn ha uh, chúng ta chỉ hơi cong cái lưỡi lên thôi r r chứ chúng ta không có nói là r r À, đó là cái âm R ở trong tiếng Tây Ban Nha tiếng Spanish à, và trong tiếng Việt Nam chúng ta không có nói cái âm như vậy phần nhiều Um, đúng hà cá nói phần nhiều đa số người việt nam chúng ta không có dùng cái âm r ví dụ như chúng ta nói rung rinh chúng ta không có nói như vậy phải không um, thành ra đó là chỉ một số vùng nhỏ theo các đã nói rồi là chúng ta chỉ nói chung chung thôi standard vietnamese ok là cái tiếng việt nam phần đông người ta dùng uh, và hà cá cũng uh, nhắc tới cái vấn đề mà tiếng của người miền bắc khi mà họ nói tới uh, âm r đó có nghĩa là họ dùng cái chữ z ví dụ như là rung rinh hay là rách dưới rác rưỡi um, thì um, Dạ yeah, hà cá nói cái âm thanh của hà cá hôm nay nó bị sao đó uh, dịch dịch lắm không các bạn có có nghe rõ không ok nhất cái chữ dịch nghe okay, rõ hả ok rồi vậy chắc là không <laughs> vậy là chắc âm thanh quá à, câu okay, rồi um, anyway um, cho nên tuy rằng người người miền bắc phần đông người ta sẽ nói cái cái âm là âm z ví dụ như cảm mới nói gì một giải chữ cho các bạn nghe nhưng mà các bạn chúng ta hãy cố gắng ha là âm âm r r thường thường của của tiếng việt đó âm sáng vietnamese đó là âm r cho nên khi mà nói tới uh, người miền bắc nói âm chuẩn thì là cái âm r cái âm r của tiếng việt nam thì người miền bắc lại nói uh, hơi hơi trật âm một chút xíu chút xíu đó là tùy tiện dụng chứ không hẳn là là sai um, cho nên khi mà âm r trong tiếng việt chúng ta cứ nghĩ rằng nó là âm r r như vậy là r rẫm và các bạn khi mà nắm vững được cái âm r trong tiếng việt thì khi các cách nói sang âm r trong tiếng anh các bạn sẽ hiểu được ngay khi mà các bạn phát âm r ở trong tiếng việt thì các bạn thấy cái miệng của mình bình thường mở ra thôi r r còn khi mà nói tới âm r ở trong tiếng anh trước khi các bạn phát ra cái âm r ở trong tiếng việt các bạn phải u cái miệng mình lại u giống như là khi mà các bạn nói chữ u của Việt Nam mình đó, OK? Các bạn u cái miệng lại, rồi các bạn mới phát ra cái âm r, thì nó sẽ nghe thay vì các bạn, à, hay một số các bạn lên trên đây đọc những cái chữ này như thế này để họ có đưa ra cho các bạn. À, các bạn sẽ đọc nếu mà đọc theo âm r của tiếng Việt Nam đó, các bạn sẽ đọc à, rên, ren, rẹt r r r. Còn nếu mà khi mà đọc tiếng Anh đó, các bạn nhớ u cái miệng lại, thì các bạn sẽ đọc ra là Run, ran, rag. Các bạn có nghe được sự khác biệt chưa? R, run, r, ran, r, rag. Có nghe được phải không? OK. Nó hơi khó cho một số các bạn uh, học Anh văn khi mà lớn tuổi. Nhưng mà chúng ta có thể làm được. Là chỉ có cái sự khác biệt đó mà thôi khi mà chúng ta nắm vững được um, ở trong tiếng Anh là ở quê chúng ta phải u cái miệng lại chúng ta cứ u cái miệng lại chúng ta sẽ đọc ra được ok Mr. Pen bạn khoan đã ok ha các tin rằng bạn sẽ làm được nhưng mà bạn thích viết ra là tôi không làm được thì bạn cứ viết nhưng mà cả nghĩ rằng các bạn sẽ làm được cái đó quá dễ dàng nếu mình cái vấn đề gầm uh, uh gem bạch hả bạn không cần để ý tới những cái vấn đề đó khi mà bạn đọc cái chữ r của việt nam chẳng hạn bạn nói là uh, rung rinh đó rung rinh cái lưỡi của bạn có rung hay là không cái bạn có cần rung cái lưỡi của bạn không ví dụ như người việt nam của chúng ta phải không các bạn các bạn nói cái chữ đi ra hay là uh, rung rinh các bạn nói được không đó và khi mà cái các bạn đi ra rung rinh các bạn có thấy là cái lưỡi của mình nó có rung hay là không cái chúng ta hoàn toàn không để ý tới cái vấn đề đó phải không các bạn các bạn có để ý không ví dụ nhớ nhớ đây là lớp nhỏ một em nhỏ 3 tuổi thôi 4 tuổi thôi hà các nói là ok say run em nó sẽ không có thắc mắc là ok uh, cái, cái, cái 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 lưỡi của em em phải để đâu hay là cái hàm răng của em như thế nào hay là cái cái uh, cổ họng có rung hay không hoàn toàn không có và Hà Cát đưa những cái ví dụ này nó rất là sát vào những cái âm của Việt Nam Khi mà Hà Cát nói cho các bạn nói tiếng Việt Nam ra những cái chữ như là uh, Rung rinh, rắc rưới, rác rưỡi Thì chúng ta không có thắc mắc là Ủa cái mấy cái lưỡi của mình nó có rung hay là không Hay là cái âm này, cái cổ họng mình như thế nào Hoàn toàn không có ai hỏi hết Không có ai hỏi hết Nhưng mà chị Hà Cát chị nói cái sự khác biệt ở đây là cái miệng của chúng ta u lại giống như là chữ u của việt nam nó u cái miệng lại u rồi trước khi chúng ta nói ra cái chữ đó run có vậy thôi nhưng, nhưng mà chúng ta không có đọc ra cái chữ u bạn thấy không? cái miệng của mình u thôi cái miệng của mình u lại giống như chữ u trước khi mà chúng ta phát ra chữ u thì cái miệng của mình u lại giống vậy thì chúng ta giữ nó như vậy nhưng mà đừng có phát ra cái chữ o chữ u Ừ, rồi các, như vậy các bạn sẽ không có nói là ủa tại sao tôi đọc là u r u r mà mà các nói sai Hay các nói các bạn không có phát ra âm âm u Hay các chị nói u cái miệng lại giống như khi mình sắp sửa nói cái cái chữ u thôi cái âm u thôi chứ chúng ta không phát u rồi từ đó chúng ta r thay vì mình nói r thì bây giờ chúng ta nói r có vậy thôi Giờ chúng ta không có thắc mắc là ở nãy giờ tôi không biết là cái cái lưỡi tôi nó có rung hay không hay là cổ họng tôi nó có rung hay không phải không các bạn? Make it simple phải không? Nó rất rất là đơn giản. Ok. Rồi, hồi nãy bạn bạn gì đó hồi nãy hỏi có hiểu ha các nói chứ Thành ra bạn đừng có thắc mắc những cái vấn đề người ta gọi là technical. Những cái vấn đề mà mà cao hay là hóc búa hay gì đó bỏ hết những cái đó đi đừng có resist nhớ hồi hôm trước Hà các có nói về cái vấn đề uh, khi mà khi mà người lớn càng học cao bao nhiêu đó là càng khổ bao nhiêu à uh -huh. vì tôi nó rất là dễ dàng nhớ là hà cát nói với các bạn từ âm tiếng việt hà cát đưa sang âm tiếng anh các bạn thấy không vậy tất cả chúng ta hà cát biết là các bạn nói tiếng việt rất là rành và nói tiếng việt cũng cũng rất là rành nói từ nhỏ tới lớn rồi thành đã khi mà hà cát đem từ âm tiếng việt ra chúng ta có thể nói được và từ đó các bạn đem qua tiếng anh um, cho, cho nên khi mà các bạn uh, các bạn hiểu được cái điều đó đó các bạn là oh đâu có đâu có khó khăn gì đâu um, cho nên người lớn thì phải giảng theo cái cách của người lớn như thế này thì các bạn mới hiểu được nhưng mà nhớ là cái trình độ của chúng ta vẫn là trình độ của các em nhỏ khi nó còn vậy cho nên các bạn uh, cố gắng đi ha huh? ok đừng có resist nữa nhớ <laughs> những người nào mà 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 uh, càng resist nhiều đó thì càng khó học Right, được chưa rồi vui vẻ rồi ha ok rồi âm um, o uh, chúng ta sẽ có khi chúng ta đọc cái chữ ran uh, rich hay là uh, run các bạn thấy dễ dàng chưa ok chỉ có một điều nhớ là u cái miệng lại có vậy thôi tới cái âm này chúng ta tới đó là kệ chúng ta ngừng à tôi hiểu được rồi là cái cái sự khác biệt giữa âm R trong tiếng tiếng Việt Nam và cái âm oh, o ở trong tiếng Anh như thế nào và tôi sẽ làm theo như vậy ok xong rồi ok còn thắc mắc nữa không good rồi good rồi. ok vậy thì âm um, tiếp tục chúng ta có sẽ là âm s ok âm s âm s thì chúng ta sẽ um, nói tới khi mà các bạn uh, ví dụ như chúng chúng ta nói s, ở trong tiếng việt nào cũng có cái âm này Hạ uh, các nó tránh nói tới cái cái vấn đề từng vùng các bạn ha uh, âm s ở trong tiếng việt chúng ta có những cái chữ như là uh, uh, sung sướng đại khái như vậy sung sướng cái okay. uh, nói tiếng việt nha À, đúng rồi à, xanh xanh hay là à, Sài Gòn đại khái như vậy nhưng mà Hà Cát muốn nói tới cái âm s ở trong đây mà Hà Cát không có nói tới âm, âm, âm x ở trong tiếng Việt Hà Cát nói chung chung thôi thế tại vì người miền Nam và người miền Bắc phát hai âm khác nhau Hà Cát muốn nói tới âm s à, để Hà Cát nói với các bạn về cái vấn đề này khi mà nói tới cái chữ mà s âm s chúng ta nói cái chữ sung sướng cái okay, sáng sớm đã khá như vậy đó là nói chung chung cả người miền miền Nam và người Bắc cũng cũng nói như vậy có một số uh, người miền Nam sẽ nói cái âm s ở trong tiếng Việt đó bằng cái âm sh có nghĩa là sung sướng ok thì đây là cái vấn đề allophone allophone có nghĩa là một cái phoneme một cái âm đó nhưng mà trong cái ngôn ngữ của chúng ta chúng ta có thể nói được bằng hai cách và um, khi mà nói cái cái cách thứ nhất hoặc là cách thứ hai nó đều đúng nó không có sai và cái người ở trong cái, cái nói cái ngôn ngữ đó họ không có bị uh, um, họ không có bị hiểu lầm họ không có bị hiểu lầm về cái vấn đề đó bởi cho nên khi mà các bạn gặp một người Việt Nam và họ nói cái đó là um, hai cái chữ đó là sung sướng các bạn cũng hiểu và khi mà một người nào đó người nào đó là sung sướng thì các bạn cũng hiểu tuy rằng người ta phát âm nếu mà các bạn nghe cho kỹ thì một người phát âm là s và một người là phát âm bằng cái âm sh các bạn hiểu hai cái nói không cho nên cái chữ say xưa hoặc là say xưa hay là sung sướng sung sướng nó đều nó đều là là cùng cái chữ đó cùng cái nghĩa đó mà không có ai bị hiểu lầm Họ không có viết sai Mr.P là tại vì trong tiếng Việt Nam không có chữ nào gọi là sung sướng hết Messenger là cả thấy bạn bạn coi lại những cái, cái 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 câu viết của mình. Tại vì trong tiếng Việt Nam chỉ có cái chữ sung sướng chứ không không có cái chữ nào gọi là sung sướng. Cho nên tuy rằng cô giáo là người miền Nam và cô giáo nói là sung sướng nhưng mà các em vẫn viết là cái chữ s chứ không em nào viết s essay là tại vì S trong tiếng Việt Nam mình không có thì làm sao có thể viết sai chính tả cho được. Hiểu không? Hà cát không có nói vấn đề s và x. Hà cát đã nói trước là Hà cát không có nói vấn đề s và x. Ok, bởi vậy cho nên nếu là người Việt Nam chúng ta nắm vững được các, các âm và cái cách viết của việt Việt Nam thì um, thì các bạn sẽ thấy ví dụ như là các bạn có biết là cái chữ như thế này, ví dụ là viết sai như thế này. Các em cũng không có biết cái chữ này là âm sh phải không? Tại vì cái chữ này nó đâu phải là âm sh đâu. Cho nên khi nào mà các em nhỏ mà viết cái chữ sung sướng mà các em viết sai đó là viết sai tại vì trong tiếng việt Nam, even âm x chúng ta cũng không có đọc là sh, là là sung sướng phải không? <laughs> All right. bởi vậy cho nên uh, cái vấn đề là viết sai là viết sai thôi chứ còn còn không có vấn đề à, tại vì cô giáo đọc sai cô giáo đọc âm sh à, bởi vậy cho nên cho nên uh, các em mới viết sai các em cách nào mà có thể viết được cái chữ như nó sung như thế này mà kêu là sai đấy right. tại vì cái âm này ở trong tiếng việt chỉ là theo từng vùng thôi All. Right. Um, yeah, cho nên uh, trước khi uh, it's okay cho bạn hỏi nhưng mà các bạn nhớ là những cái câu hỏi nó, nó mình trước khi mình viết lên mình cũng phải hỏi lại tự mình. ở uh, trong trong uh, các lớp đó, ask three before you ask me. Uh, ask three before you ask me. tương uh, tự đó cái rule này cho các em nhỏ trong các lớp uh, các lớp uh, ở bên Mỹ đó là trước khi mà hỏi cô giáo đó hỏi ba người bạn xung quanh của mình đã rồi mới hỏi tới cô giáo. Uh, cho nên khi mà các em hay nói giơ tay lên với uh, you nó know, oh I wanna ask you something that uh, to ask three for ask me có nghĩa là hỏi ba người trước đã trước khi hỏi thầy cô giáo thành ra nhiều khi mình mình uh, hỏi bạn của mình là bạn của mình nói just uh, ridiculous nó có thể trả lời cho mình được ngay trước khi mình phải hỏi mất công để mà để uh, cô giáo trả lời cho mình ok right, um, anyway âm um, s ở trong ở trong tiếng việt nam uh, chúng ta đã nói qua rồi phải không các bạn âm um, là sh nhưng mà ở trong tiếng anh nó là âm um, sh và âm um, s là hai âm hoàn toàn uh, nó khác nhau bởi vậy cho nên chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói xong âm s rồi cái âm sh chúng ta sẽ nói tới vào ngày hôm khác thì cái phần diagram thì chúng ta sẽ nói tới âm sh cho nên bây giờ âm s ở trong ở trong tiếng anh thì các bạn có đọc là âm ví dụ như khi mà các bạn nói chữ sung sướng âm s ở trong tiếng việt Sau khi các bạn nói cái chữ sin So Các bạn thấy có vấn đề gì về cái, những cái chữ này không? Some See Có vấn đề gì về MS không? Good. All right. Không có thắc mắc. All right. Khi mà um, Hà Cát nói trong tiếng Anh, Okay. Trong tiếng Việt chúng ta nói là sung sướng hay là sung sướng thì nó không có khác nghĩa Nhưng mà khi ở trong tiếng Anh, Hà các nói cái chữ C và cái chữ C nó có khác nghĩa hay không? Nó khác nghĩa Bởi vậy chúng ta hiểu được là âm S và âm S trong tiếng Việt nó là elephant Ok, Hà Cát nói về allophone rồi phải không? Trong một ngôn ngữ, cái âm đó có thể phát được là hai ba, hai ba cái âm khác nhau. Ok, cho nên trong tiếng Anh, âm S và âm, nó nó không phải cùng âm, Kenny. Nó không phải là cùng âm hai âm khác nhau mà, nó là S và S, hai âm khác nhau. Hiểu không? Hai âm khác nhau, ví dụ như, như Hà Cát vừa nói xong mà, cái chữ sung sướng và sung sướng hai âm âm s chúng ta phát bằng hai cách khác nhau nhưng mà nó không có đổi nghĩa ở trong cái ngôn ngữ tiếng việt các bạn hiểu không nghe nghe có hiểu hả cá nói không ok sung sướng nó cùng nghĩa với sung sướng ở trong tiếng việt ok bởi vậy cho nên chúng ta gọi cái đó là elephant ok tại vì âm s hả cá phát bằng hai cách âm s hoặc là âm sh trong tiếng việt ok nhưng mà ở trong tiếng anh s và sh không phải là allophone s và sh ở trong tiếng anh hai cái gì đó, đó là hai phoneme hoàn toàn khác nhau đó là hai cái sounds hoàn toàn khác nhau các bạn hiểu không bởi vậy cho nên khi mà các bạn nói cái chữ see hoặc là cái chữ she, chữ so hoặc là chữ show, các bạn sẽ thấy nghĩa của nó khác nhau. Có gãy đầu cái tay không hiểu không? Rồi, Swing hiểu rất rồi. Các bạn khác có hiểu không? Ok, good. Uh, Alibaba vẫn không hiểu hả? uh, khoan đã các bạn uh, sỏi cô độc chưa phân biệt được cái cách phát âm it's okay nhưng mà sỏi cô độc có thể nghe và và nhận ra khi mà hạt cát nói hai cái chữ um, sung sướng và sung sướng bạn có nghe được cái sự khác biệt giữa hai cái chữ đó không sung sướng sung sướng Okay, good. Và khi Hà Cát nói cái chữ see and she, So and show. Bạn có nghe được sự khác biệt không? Khoan khoan phân biệt nó nặng hay nó nhẹ. Chỉ cần chỉ cần biết là bạn có nghe thấy cái sự khác biệt không? Vậy là được rồi. Chúng ta khoan phân tích ra nó khác biệt ở cái chỗ nào các bạn ha Khoan đã. Ok. Cho nên chỉ cần các bạn nghe. Hình như là tôi thấy có cái sự khác biệt rõ ràng luôn. Tôi chưa biết nó là cái gì. Có thể là tôi chưa phát ra được nhưng mà tôi tôi cần biết là nó có sự khác biệt hay là không so so see she sin sin có khác biệt không ok nó khác nhau ok vậy thì các nói với các bạn đó là hai cái phoneme hai cái âm hoàn toàn khác ở trong tiếng Anh. Cho nên khi mà các bạn viết cái chữ sin và cái chữ sh nó có hai nghĩa. Khi mà các bạn nói chữ c si", hoặc là các bạn nói chữ she, nó có hai nghĩa khác nhau. Nó không phải là tiếng Việt là sung sướng và sung sướng là một một cái nghĩa. Nên là không ai hiểu là uh, sung sướng hay là sung sướng hết. Nhưng mà ở trong tiếng Anh nếu mà chúng ta không có Rõ ràng về cái vấn đề âm S hay SH, chúng ta dễ gây hiểu lầm là tại vì hai cái âm đó nó sẽ cho hai cái nghĩa nó khác nhau. Rồi, chúng ta à, hiểu được âm S rồi, bây giờ các đi qua âm S chưa? Uh, từ từ đã, uh, bạn hát, từ từ đã, nghe trước đã Rồi chúng ta, Hà Cát chưa có đưa lên một cái chữ nào cho các bạn luyện tập hết, phải không? Chưa có đưa lên, Hà Cát chỉ muốn các bạn nghe và phân biệt cái âm để Ví dụ như bây giờ Hà Cát nói, um, ví dụ như bây giờ Hà Cát nói uh, cái chữ C Thì các bạn nghe âm nào? Các bạn nghe âm S hay là âm SH? Các bạn có thể là, à ah, ok, tôi nghe âm S, vậy là cứ rồi Và khi mà Hà Cát đưa cái chữ lên như là chữ SHOW show thì các bạn nghe được đó là âm s âm s h các bạn à tôi nghe âm h vậy là tốt rồi. Có nghĩa là chúng ta đã có thể phân biệt được hai cái âm. Ok. Nhớ là chúng ta nghe trước đã. Ok, decoding cái âm xong đã chúng ta mới mở miệng ra phát cái âm được. Ok, các anh nói nhắc đi nhắc lại, nó hơi nó hơi khó cho một số các bạn ở trong này. Và dạ, phân biệt trước đã. Ok. Giống như hôm trước chúng ta nói tới ra qua rất là nhiều âm và các bạn cứ thắc mắc là à, làm sao mình nói cái chữ này hay phân biệt cái, cái cái cái, chữ nào là là short hay là cái âm nào là long khi mà nhìn vào một chữ. Nhớ là trong cái trình độ này chúng ta chưa có nhìn vào cái chữ nào hết. Thành ra chúng ta không có nên thắc mắc là ở nhìn vào chữ nào để biết chữ đó là âm long hay âm short chúng ta chưa học tới chưa có chữ nào cả chúng ta mới có học a b c d e f g mới học qua những cái cái letters dễ thôi là xong thôi. Uh, cho nên uh, với cái trình độ rất rất là dễ như vậy cho nên những bạn nào mà mới học tiếng Anh mới có thể bắt kịp. Rồi tiếp tục chúng ta qua âm t. đây là một trong những cái âm mà uh, phải nói là đại đa số các bạn thắc mắc uh, và các bạn cứ thắc mắc giữa âm t và âm th uh, voiced và âm th và voiceless trong tiếng uh, ở trong tiếng anh chúng ta hơi bị lẫn lộn một chút xíu hoặc các chị có nói tới âm t cái sự khác biệt của âm t Uh, để cho các bạn có thể nghe và hiểu Chúng ta chưa có nói tới cái phần TH ở trong tiếng Anh ngày hôm nay Đã cách tránh không có làm cho các bạn bị tàu hóa nhập ma Âm T ở trong tiếng Anh nó khác với âm T ở trong tiếng Việt như thế nào? Chúng ta phải phân biệt ở cái chỗ này Âm T ở trong tiếng Việt Nếu mà các bạn nói ra những cái chữ như là tạ tốn thì các bạn đã biết ngay là âm T trong tiếng Việt nói như thế nào rồi hả? Các khỏi cần phải giải thích gì hết. Phải không? Chúng ta nói được là à tôi thấy Kim Mao Sư Dương tạ tốn. Đóng rất là hay hay là trong cái phim đó đại khái như vậy. Các bạn nói được cái chữ tạ tốn thì các bạn sẽ biết ngay là là uh, âm T của tiếng Việt như thế nào. <laughs> ok, đúng rồi. Bạn biết phim chữ chứ. <laughs> tốn tiền. khác okay, các bạn sẽ thấy những cái âm tà tờ ở trong tiếng Việt Nam ra đó không có khó gì hết âm t ở trong tiếng việt khác với âm th ở trong tiếng việt chỉ có một điều thôi là âm th thổi hơi ra còn âm t không thổi hơi ra đây là tiếng trong đây là âm trong tiếng việt okay. các bạn nói thử đi tạ tốn và thạ thốn các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt giữa âm T và TH trong tiếng Việt. Tàn tật và thàn thật. Đúng không? Đúng, ok. Đó là âm trong tiếng Việt. Chúng ta nắm vững rồi. <laughs> Bây giờ trong tiếng Anh. Âm tờ... Ở trong tiếng Việt, các bạn đọc ta ta không có cái sự thổi hơi ra ở trong tiếng anh khi âm tờ đứng trước một chữ ok một cái one syllable word đó, chẳng hạn như cái chữ ten chữ top chữ ten các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt là chúng ta thổi hơi mạnh ra a perfect air đây là một trong những cái điều mà chúng ta bị hiểu lầm khi mà chúng ta nhìn thấy cách phiên âm ở trong IPA, là khi mà các bạn nhìn thấy theo cái tài liệu Hà Cát đưa lên đó, các bạn sẽ thấy ở trong đó Hà Cát viết cái âm T, và Hà Cát viết ngay ở phía dưới là Aspirated T. Thì các bạn sẽ thấy có cái chữ H viết theo cách lũy thừa ở trong đó. Các bạn có nhìn thấy tài liệu không? Ở trong phần tài liệu đó, các bạn phải nhìn thấy cái điều đó, các bạn mới có thể hiểu được ý Hà Cát nói. Những bạn nào mà không có à, tài liệu ha các bạn có thể giao trong đây để coi à, hoặc là copy xuống hay là nhờ bạn nào đó gửi qua cho bạn cũng được. Ok. Thì khi mà cái âm um, cái cái letter h nằm ở trong đó cho đó là cái ký hiệu của IPA cho aspiration. Thì một số những người khi mà họ nhìn vào đó, họ sẽ không có hiểu được cái vấn đề đó. Và họ nói à ah, cái đó là âm th của tiếng Việt Nam các bạn thấy rõ ràng không khi mà ở, khi mà người ta viết âm t mà có cái cái cái, cái ký hiệu mà có cái cái uh, chữ h mà viết theo cách lũy thừa đó thì nó giống như là cái chữ th nhưng mà đó là ký hiệu của ipa cho các bạn biết là cái âm t đó đọc là s giống như là um, đọc nó có cái sự thổi hơi ra đọc theo s có cái aspiration hai cái giải thích vậy các bạn hiểu không nào 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 no. các bạn đọc ở đâu vậy các bạn đọc ở đâu vậy chúng ta đang ở âm um, s mà âm um, t chứ không phải âm t à uh ha -huh. cho nên ba âm um, mà chúng ta hay bị hiểu lầm đó là âm um, uh, p t n k à ha bây vậy cho nên khi mà học các nói tới cái điều này các nhấn mạnh cái 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 sự hiểu lầm là tại vì một số người khi mà đọc không ra thì nói là âm pi là âm ph trong tiếng việt nam là âm phở còn t là âm thờ hay là k là âm khờ ca hát tại khá như vậy bởi vậy cho nên họ bị họ bị hiểu lầm ngay từ cái chỗ này đó các bạn khi mà họ nhìn cái cách viết phiên âm theo ipa mà họ không có nhận ra cái ký hiệu đó cho nên um, cho nên họ họ hiểu lầm thôi hiểu lầm nó là à, âm ở trong tiếng anh đó là âm kh hát hay là âm âm p là cái okay, là âm ph là âm ph phở phở uh, hoặc là âm uh, thi là âm th ở trong ở trong tiếng việt nam thì các bạn đã thấy ngay bây giờ các bạn đã nhìn thấy rồi và các bạn đã hiểu ra rồi là tại sao có cái cái vấn đề uh, hiểu lầm này thì um, khi mà chúng ta học IPA đó nó hơi khó cho một số các bạn tại vì các bạn cứ um, nói là ok tôi quen học theo cách IPA nhưng mà nhớ IPA thì mình phải hiểu coi những ký hiệu đó nó đứng cho cái gì chứ nếu mà những cái hiểu lầm như vậy nó hiểu lầm rất rất là tai hại các bạn ha ví dụ như tôi khi mà chúng ta nói tới âm J uh, hình như chúng chúng ta chưa nói tới âm J hay sao có không biết sao mình dạy tới tông hết mà âm J chưa nói ra âm J khi mà các bạn sẽ thấy cách viết phiên âm đó người ta sẽ dùng cái chữ D và cái chữ Z viết theo cái kiểu khác nhưng mà họ cứ lầm tưởng cái đó là uh, di viết theo kiểu này Um, cũng không đúng nữa khanh nó rất là khó cái mấy cái trong đây bạn phải copy ra rồi bạn paste vào dòng này thì mày ra mới thấy nhưng mà đại khái các bạn hiểu phải không thì khi mà một số các bạn đưa lên thì các bạn nói là à cái đó là âm đi và âm di trong tiếng anh thì cái khi mà các bạn đọc những cái chữ chẳng hạn như là cái chữ job thì các bạn đọc the job the job thì các bạn ủa tại sao mình cái chữ này nó nó khó không thể tưởng được là tại vì cái âm này tôi đọc không ra tại vì đó là hai âm là âm d và âm z trong đó thì các bạn thấy cái sự hiểu lầm của mình đó, nó, giống như đi học nó sẽ sai có một ly thôi mình đi xa mình đi xa tới cả một dặm phần đông à, bạn à, Thanh thân engineer ha tại vì khi các giàu trong này học các giúp các bạn ở trong đây đó và à, các bạn nói là đây là một cái gọi là một cái cái âm tư hoàn toàn không đọc được ta các nói thật sự đã làm gì có cái âm đó đó là chính bạn làm khổ cho mình thôi bạn đưa cái âm đi và cái bạn cộng với cái âm gì rồi bạn tự nó đọc ra nhưng mà thật sự cái đó là ký hiệu phiên âm cho âm ở trong tiếng anh chứ làm gì có âm đi với âm gì cho nên khi mà mình sai một chút xíu thôi Tại cái ký hiệu đó nó giống như là cái cái letter Z Nó giống thôi cái cách letter Z mình viết hoa một chút Và các bạn cứ nghĩ đó là letter Z Nhưng mà thật sự không phải uhm, dạ, đúng không phải là không biết phát âm uh, Thanh Engineer thật sự không phải Mà là tại vì chúng ta hiểu lầm Cái ký hiệu ở trong IPA Hiểu lầm thôi Hiểu không? chúng ta hiểu lầm thôi chứ không phải là chúng ta không biết phát âm tại vì chúng ta uh, nhớ là là khi mà đọc ký hiệu trong ipa đó mà chúng ta không có không có nhận biết được là ký hiệu đó nó đứng cho cái âm nào phải không đó đây right. rồi uh, bây giờ khi mà chúng ta nói tới uh, âm t ở trong tiếng anh thì các bạn nhớ chúng ta chỉ cần uh, có cái sự thổi hơi ra uh, nhớ là âm t cái cách chúng ta đặt đầu lưỡi giống như chữ tờ đó nhưng mà các bạn nhớ là t, t, nó cũng cùng cái nơi chúng ta phát âm chỗ chúng cái cái để cái lưỡi đó nhưng mà thay vì tờ thì chúng ta là t, cái hơi đó là hơi gió ok cho nên khi mà chúng ta đọc những cái gì như là tom hay là ten các bạn sẽ thấy nó khác với cái âm trong tiếng việt là à anh ta tên là tom giờ chúng ta nói à tên của anh ta là tom thì chúng ta nói là i have ten fingers thay vì chúng ta nói là I have ten fingers các bạn nghe được sự khác biệt giữa âm tờ trong tiếng việt và âm t trong tiếng anh chưa ok cho nên khi phát âm trong tiếng anh cẩn thận two chứ không phải là tu today chứ không phải là tu day đấy cho nên sửa từ những cái âm nhỏ những cái điều rất là nhỏ như vậy thì các bạn sẽ thấy được là à mình đã nhận ra là tiếng Anh nó khác với tiếng Việt như thế nào cho mình sửa từng cái những cái chữ nhỏ như vậy, những cái âm nhỏ như vậy. Thì bạn mới có thể phát âm tiếng Anh chuẩn được. Chứ chúng ta không phải nói là à tôi có thể đọc được tất cả mọi chữ rất rất là nhiều đọc như vậy mà tại sao người đó họ nghe không hiểu gì hết. Là tại vì chúng ta phát âm những cái chữ nó hơi sai một chút, sai một chút thôi nhưng mà sẽ làm cho người ta uh, bị bị lẫn lộn như okay. cho nên uh, hà các muốn nhắc phần đông các bạn uh, người Việt Nam đó uh, những cái điều nhỏ như vậy để các bạn có thể thấy được sự khác biệt những cái âm đó trong tiếng Anh và những cái âm trong tiếng Việt như thế nào để các bạn có thể từ từ sửa cho chính mình nhớ là phần đông chúng ta đã học tiếng Anh từ lâu rồi chúng ta chỉ hơi sai hoặc là đi sai sai một chút thôi trong cái phần phát âm thì bây giờ chúng ta sửa lại hết, chúng ta đã biết tất cả những cái chữ như là uh, ten rồi top rồi uh, ton rồi đại khái nhiều, nhiều 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 lắm, chúng ta biết hết những cái chữ đó rồi. Nhưng mà từ trước tới bây giờ nếu chúng ta đọc là ten, top, ten thì bây giờ chúng ta đang sửa lại một chút xíu. Ten, top and ton. Okay. Các bạn có nghe được cái sự khác biệt khi Hà Cát nói tới điều đó không? OK. Uh, Thỏ con nói là bạn hơi bị confused, uh, chạy chữ chạy nhiều quá, các đọc không được. Giống uh, giống uh, như là TH, uh, bạn có thể cho các biết là ý của bạn nói TH này là TH trong tiếng Việt Nam hay là TH trong tiếng Anh được không? OK. Nếu mà trong tiếng Anh thì cho ha các hỏi lại là ha các đã nói tới âm TH trong tiếng Anh chưa? Mà bạn lẫn lộn. Nếu mà các chưa nói thì làm sao lẫn lộn được? Hồi nãy giờ Cá biết mà các Cá chỉ nói tâm tờ và âm TH trong tiếng Việt. Hà Cá biết rất là rõ ra trong tiếng Việt. Nhưng mà các Cá chỉ có nói ngày hôm nay chúng ta nói âm chi trong tiếng Anh mà thôi. Ok, thì làm sao chúng ta có thể lẫn được âm T ở dạ, âm TH trong tiếng Anh nếu mà Hà Cát chưa nói tới âm TH trong tiếng Anh? ok, it's ok, it's ok, it's alright. Nhưng mà Hà Cát nhắc với các bạn là hôm trước đó khi mà Hà Cát mới nói tới một âm đầu tiên nhớ cái âm đầu tiên chúng ta học là âm gì không các bạn? Còn ai nhớ cái âm đầu tiên chúng ta học không? Trong khóa luyện âm này, cái âm đầu tiên chúng ta học là âm gì? Là âm long A, đúng rồi. Thì có một bạn hỏi là, à, ok, sao em nghe cái âm long A nó giống âm short A vậy hả? Các, nói Các chưa hề nói tới short A. Thì làm sao mà bạn có thể nói là à, em lẫn lộn với em short A là tại vì Hà Cát chưa nói tới thì làm sao mà có thể lẫn lộn được. Bây giờ giống như là ngày hôm nay Hà Cát mới nói tới âm T trong tiếng Anh Hà Cát chưa nói tới âm T ấy thì làm sao lẫn lộn được. OK, alright, is right. chào right. các bạn cứ sợ mất nhiều thời gian. Đúng rồi chưa học đến thì đừng thắc mắc, nhớ viết những cái cái câu hỏi ra xuống và tới khi hà Cát nói thì cầm chia trong tiếng Anh bạn sẽ tự có thể giải thích được cho mình liền. Alright, rồi ấm thi OK chưa các bạn nhớ. Đó là âm T, âm P và âm K. Ba âm này, P, T, K rất rất là quan trọng. Thổi hơi ra. Và dạ, khi mà nói tới một chữ, hả? các nói tới one syllable word. Có nghĩa là những cái chữ mà có một âm tiết mà thôi. Cho nên nó là một cái syllable. Chúng ta sẽ có âm W. À, có bạn nào buồn cái gì hả? Có bạn nào bị buồn gì không? À ok. À ok ha. thấy các bạn nào nói là cố cố gắng đi đừng có buồn mà bỏ cuộc hay gì vậy đó. À, nhớ là các bạn ha. Uh, <laughs> dạ chắc buồn ngủ <laughs> ok um, cố gắng các bạn ha Tại vì các cố gắng nói nó nó đơn giản một cách đơn giản nhất cho các bạn hiểu tại vì dạ, các biết đại đa số ở trong này nhưng bạn theo khóa luyện âm lần đầu tiên thì các bạn toàn là những người mới học anh văn hoặc là bị um, chưa bao giờ nghe cái cái khóa này cho nên uh, các cố gắng nói rất là đơn giản Đây, để cho các bạn có thể hiểu được Alright right, um, I'm sorry. chúng ta âm vi chúng ta âm vi âm vi uh, chúng ta có thể đi qua là tại vì nó là âm vờ trong tiếng Việt Nam của mình đó các bạn, nói theo um, giọng của người miền Bắc, giọng chuẩn đó là âm vờ, vờ vĩnh uh, hoặc là vớ uh, vẩn vất vả um, cho Hà ca biết cái alephan ở trong tiếng Việt Nam âm vờ có hay không mà thấy dễ học phải không đúng rồi nó có trong à, tiếng Việt Nam chúng ta có là âm giờ đó các bạn người miền Nam thì họ đọc là Dớ à, dẫn à, hay là dứt giả giờ họ đọc là âm giờ rồi đó ok cho nên trong tiếng Việt Nam chúng ta có à, cái âm allophone đấy các bạn các bạn đã nhận ra được à, cái 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 chữ allophone và à, khi mà các nói vậy các bạn đã hiểu được rồi à, cho nên người miền Nam và người miền Bắc sẽ đọc khác nhau ví dụ như là vất vả hay là dứt giả à, Uh, vô lý vô lý đi vào đi và đi vào đi thì các bạn sẽ thấy đó là cái elephant không của cái cái âm v âm v ở trong tiếng việt âm trong tiếng anh thì chúng ta chỉ có dùng một âm v mà thôi ví dụ như chúng ta sẽ thấy um, ví dụ như là vài hay là that hay là vải uh, thì các các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng uh, chúng ta sẽ um, sẽ nói những cái âm này là âm v ở trong ở trong uh, người người miền bắc đó OK. giờ chúng ta không có nói là giang hay là dois các bạn, cho nên không có đọc âm giờ trong tiếng Anh. Sau cái đó OK rồi phải không? Âm V trong tiếng Anh rất rất là dễ, tại vì trong tiếng Việt chúng ta có. Uh, khi mà học tiếng Anh cố gắng tưởng tượng như là mình là người miền uh, người miền Bắc đi các bạn ha, như vậy nó dễ hơn chắc các bạn. Nhưng mà khi tới một O thì nhớ là chúng ta phải uh, nghĩ là chúng ta là người miền Nam. Alright. Rồi. M W. phải W. Trước khi nói tới âm đớp, và nhiều hạ cát nhắc với các bạn còn nhớ âm g không? Âm g trong tiếng Việt Nam không? Con gì? Con gì có âm g? Con gà, đúng rồi. Thì bây giờ âm g, ok, hóa chi sao nghĩa là trong tiếng Anh chúng ta có hai âm hai nhưng mà hóa chi sao là chúng ta là g đó, ok, đúng rồi gấu đó, trong, trong đây có bạn là có, có có, cái nét là gấu hoặc là con gái g g g g. Thì âm w khi mà chúng ta phát ra âm w, các bạn chỉ cần khác một điều thôi với âm g ở trong tiếng Việt là các bạn u cái miệng lại giống như là khi chúng ta phát ra âm o, u cái miệng lại thôi giống y chang như vậy và chúng ta phát âm âm g nè ha âm g là con gà nha các bạn ạ g g ok chẳng hạn chữ go g g g go g g g get âm w nè w w w wow w w w wet thấy sự khác biệt không OK, hả cái đọc hai chữ này cho các bạn nghe nha. Get yeah. wet. OK, các bạn vẫn phát âm g, âm g nhưng mà các bạn u cái miệng lại thôi. Wet thì nó sẽ không khó gì hết. Đúng rồi. U cái miệng lại là nó tự động nó sẽ ra khác ngay lập tức. Và đó là cái âm w ở trong tiếng Anh. We nó khác với ghi phải không we ghi gun one good wood. hôm trước có có một bạn hỏi hạt cái gì vấn đề này và hạt cát nói tới quá luyện âm hạt cát sẽ trả lời cho bạn là tại vì bạn đã đọc cái chữ word và cái chữ good không phân biệt được g g g, -g good w w w good what? nói hồi <laughs> bị 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 uh, tùm lum luôn, luôn. and will rồi chưa Ông đáp có vui vẻ không Good. Rồi, chúng ta qua rồi. Ông đáp phải dư rồi. Ok. Không ai thắc mắc hết, phải không? được rồi, right. okay, âm um, giờ yeah, ở trong tiếng Anh, âm um, giờ yeah, ở trong tiếng Anh rất rất là dễ đối với những người nào với những bạn nào mà nói uh, giọng của người miền Nam, tại vì nó là âm giờ ở trong tiếng Việt mình đó okay, good, g g, -g good, w w -word nói dáng là âm ert chỉ có khác nhau một chỗ là g và w ok rồi âm âm gì là âm âm why nó rất là dễ nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này các bạn ha huh? Hà Cát không hiểu cái câu hỏi của sỏi cô độc. Sỏi nghe hay hơn chứ sói hả? <laughs> à. Tại sao sỏi cô đọc thắc mắc về về cái âm vi? Hồi nãy Hà Cát nói âm vi trong tiếng Việt Nam có rồi mà phải không? Chúng ta có cần phân biệt âm âm vi với âm 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 Word không các bạn? Âm vi và âm w có gì khác nhau không? Vậy thì câu hỏi của sỏi có đọc là gì? Âm vi và âm W, v và W, Bạn bị thắc mắc hay sao? nếu mà chúng ta nói âm g và âm w thì à cái âm v nghe giống nhau âm v và âm w đó ha âm w đó hả cách nào được tiếng việt nam bạn có thể nói là vất vả bạn có thể nói quốc quả bạn có nói như vậy được không hoặc bạn nói là vớ và nó quá quẩn <laughs> đâu có đâu khi mà chúng ta phân biệt hai cái chữ why why có khác nhau không why Why? Vì we thì cũng có thể là có người lẫn lộn nhưng mà bây giờ hà các hỏi những cái người đó thì hà các không nói tới nha hà các hỏi chính các bạn nè có nghe có khác hay không hay là các bạn lẫn lộn còn có người thì dĩ nhiên là trên thế gian là thế nào cũng có người này người kia nhưng mà chúng ta không cần phải lo tới những người đó chúng ta chỉ cần chính mình thôi là khi mà chúng ta nói tới âm v và âm rớt với âm w các bạn có thấy có thấy khác không vậy là, là, là được rồi đừng có lo về uh, tất cả những người khác khi mà họ lẫn lộn <laughs> ok <cười> cái cái đó thì việt nam kêu là là gì các bạn đó là lo gì lo bao đồng đó Nói là mình lo mình chưa xong <laughs> lo bao đồng chi vậy <laughs> ok rồi bây giờ sợ có đọc hiểu rồi phải không là chúng ta có thể tiếp tục ok là bỏ trắng răng that's right <laughs> ok thì dĩ nhiên là sẽ có những người này người kia các bạn hiểu không à, sẽ có người này kia nhưng mà không phải là chúng ta là được rồi âm g bình yên nói gì âm g bình yên chỉ cần nói một chữ thôi con gà là cả như xong bình yên có thể nói là gà được không con gà ok vậy là xong rồi đó là âm g đó là xong gà g gà gà <laughs> nó là âm g đó bạn đâu có gì khó đâu đấy right. cho nên âm gà hả cánh nói qua rất là mau là tại vì đọc trong trong tiếng việt thì nó là âm g à, nó cũng ok nhớ ha khanh nói là nghe âm w giống như là chữ trong tiếng việt ok nó là âm ở trong tiếng việt mà một cái âm mà chúng ta không có OK chị, tại, tại vì trong tiếng Việt Nam của chúng ta đó, chúng ta chỉ có nói thôi, nó là allophone, OK nó là allophone của cái chữ cái chữ cu uh, cu U trong tiếng Việt Nam mình đó. Ví dụ như là hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua nói qua hôm qua mà qua lại qua, có nghĩa là cái chữ qua ở trong đó chúng ta đọc theo cái giọng của người miền Nam thì người ta đọc giống như là qua. Nếu mà phiên âm cho đúng đó, thì nó là cái chữ này. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam không có âm W đúng không các bạn? Trong tiếng Việt Nam không có Chúng ta chỉ có nói thế đó là tiếng của, của, của từng dùng thôi Nhưng mà không có cái âm, không có cái âm này Thế okay. cho chúng ta khi mà nói như vậy cái chữ qua đó là chúng ta nói cái chữ này chứ không phải là cái chữ này. Hôm trước có một bạn nói là dùng cái chữ là qua đó giờ các bạn biết là hát hoa hoa là hoa nói hoa qua mà hoa không qua thì nó cũng là một cái cách để mà chúng ta contrast hai cái 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 chữ này trong tiếng việt nam là tại vì người miền nam nó khi mà họ nói hai cái âm này ra hoàn toàn giống nhau cái okay, qua nói qua qua mà qua không qua hôm nay qua nói qua qua không qua mà qua lại qua à, đại khái như vậy cho nên khi mà các bạn thấy được cái 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 sự khác biệt của âm qua À, của âm um, âm um, trong tiếng Việt Nam thì nó dễ dàng để các bạn khi mà các bạn nói tới cái âm ở trong tiếng Anh rồi anyway xong hết rồi âm giờ âm giờ ở trong tiếng ở trong tiếng miền Nam thì chúng ta nói cái chữ âm giống như âm v đó là uh, hoặc là âm d âm giờ đó ok giật yeah. giờ uh, hay là du uh, dương giờ 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 đọc trong âm của tiếng người miền nam mà không phải là âm của người miền bắc các bạn nha âm người miền bắc khi mà chúng ta đọc giờ đó một số các bạn hay bị cái vấn đề này là các bạn đọc ra âm gì là các bạn đọc là du dương hoặc là âm uh, giờ đó là âm 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 giờ ở trong ở trong người miền bắc, tiếng miền bắc which is okay các bạn uh, khó sửa là cho những bạn mà quen cái cách đọc đó rồi thì làm cách nào chúng ta có thể phát âm giờ cho đúng người miền nam ngồi yên đó cái <laughs> tại vì các bạn người miền nam không có vấn đề về cái âm giờ chỉ có một số các bạn ở miền bắc nói nói âm miền bắc thì phải nghe cái vấn đề này cho kỹ Đấy. khi mà phát âm ra âm giờ thì các bạn để ý cái đầu lưỡi của mình cái đầu lưỡi của mình đó chống vào phía trong cái hàm răng ở phía dưới mở miệng ra giờ ok nhớ là cái đầu lưỡi của mình bắt buộc phải để đặt vào cái phía trong cái hàm răng ở phía dưới ok chống nó vào đó mở miệng ra giờ giờ thì các bạn sẽ phát ra được còn nếu mà các bạn không để cái đầu lưỡi ở đó thì các bạn sẽ phân nhiều các bạn sẽ đọc là giờ giờ vậy cái cách trị cho những bạn đó Ok Là bắt buộc cái đầu lưỡi phải chống Phải chống vào phía trong hàm răng ở phía dưới Còn nếu các bạn không làm được cái điều đó Thì các bạn sẽ phát ra âm Z Và nó sẽ bị sai Cho nên chỉ có cách đó thôi mới chữa được cái bệnh này Nhớ là âm Z Ok Các bạn người miền Bắc mà phát ra âm Z đó Chống cái đầu lưỡi vào phía trong cái hàm răng ở phía dưới. Cái đầu lưỡi để ngay ở đó mở miệng ra yeah yeah chúng ta sẽ đọc được year you young yell yeah. mà không có vấn đề ok một trong những cái chữ mà các muốn nhắc tới ngày hôm nay mà các muốn đọc cái chữ này một lần các bạn nghe thử là hạ cát đọc cái âm gì ở trong đây tại vì hạ cát nghe các bạn đọc gọi là 99% khi mà các bạn lên đọc các bạn đọc cái chữ này sai dần Ơ, Ơ, dần hạ cát đang đọc nguyên âm gì các bạn còn nhớ không dần ở Ơ, Ơ short u sound giờ yeah, không phải là âm j hai anh hòa nhớ và các không đọc âm j và các chị hỏi nguyên âm nhưng mà nếu mà các bạn muốn viết ra thì các bạn viết âm giờ cũng được ok âm phía sau chúng ta chưa học tới nhưng mà nó là âm giờ and âm short u sound nó không phải là âm o phần đông các bạn lên trên đây các bạn đọc là yon và các bạn đang đọc sai âm nó là yon không phải là yon các bạn thấy rõ không? đó là âm sai đỡ đó, revolve, ok? Sai rất là nhiều. Cho nên Hà Cát nói với các bạn tại sao Hà Cát phải đưa cái chữ này lên để nói với các bạn. Nó là dần, nó là âm ơ. Và một số các bạn nào mà nghe ra nó là short u sound. Thì các bạn sẽ hiểu ngay. Ok. Nó không có vấn đề âm này bằng âm kia được, Kenny Nguyễn. Không bao giờ âm này bằng âm kia là tại vì Hà Cát nói trong tiếng Anh mỗi ký hiệu sẽ đứng trong một âm duy nhất. Bạn đưa lên như vậy có nghĩa là bạn nói hai cái ký hiệu đó bằng với nhau thì hoàn toàn vấn đề này trong tiếng Anh không có. Không có không có đọc giống nhau được là tại vì hai ký hiệu đứng cho hai âm khác nhau thì không cách nào đọc giống nhau được. Nó đã là khác nhau thì không cách nào giống nhau được. Nhớ là khi mà bạn đưa lên ký hiệu ở trong tiếng Anh. Đây là ký hiệu chúng ta dùng cho American Heritage Dictionary. Thì âm đó là âm D. Trong cái chữ như là dog and do and did. Thì không cách nào nó giống âm D được trong cái chữ you. Bạn thấy không? Rõ ràng hai chữ nó khác nhau. Do, you. Cho nên mình không thể nói là âm D bằng với âm D cho được. Nhớ, các nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này. Trong tiếng Anh mỗi một ký hiệu nó đứng cho một âm duy nhất mà nó không có đứng cho cái âm khác nữa. Có như vậy thì các bạn mới không hiểu lầm là là cái âm này khi này thì nó phát âm thế này, khi âm kia phát âm thế kia. Cho nên ở trong tiếng Anh khi mà chúng ta dùng các ký hiệu trong slanted line là chúng ta sẽ biết ngay cái âm đó nó chỉ có đứng cho cái âm đó mà thôi, ký hiệu đó đứng cho một âm. Và không có cái vấn đề mà âm này bằng với âm kia. All right? thì phải viết rõ ra như hạt cát nói rất là rõ ràng khi mà các bạn đem ra trong tiếng việt các bạn đưa ra chẳng hạn như là giờ yeah, tiếng việt các bạn thấy hạt cát viết ở trong này hạt cát viết rất là rõ ràng phải không và khi mà khi nhớ là trong tiếng việt nam chúng ta không phiên âm giống trong trong tiếng anh cho nên khi mà bạn đưa như vậy thì hạt cát sẽ biết ngay đây là ký hiệu ở trong american heritage dictionary bởi vậy chúng ta chúng ta không có bị hiểu lầm các bạn thấy không cho nên chúng ta không có bị hiểu lầm và khi mà nói tới âm giờ trong tiếng anh đó các nói là nó sẽ giống ok giống giờ trong tiếng miền nam ok tiếng việt nhưng mà tiếng miền nam thì phải viết rõ ràng ra như vậy giờ giống uh, đây trong tiếng âm giờ trong uh, tiếng việt nhưng mà của người miền nam còn nếu mà chúng ta nói là trong tiếng việt thì đôi khi các bạn sẽ nói đau vỏ ok cái âm giờ trong tiếng việt như em đọc nó là giờ thì như vậy thì như vậy thì chúng ta lại lại bị sai. Cho nên khi mà nói về âm nó các bạn nó rất là khó, một số các bạn nói là ok có thể giúp các bạn học luyện âm qua email hay không? Thà có nó không cách nào. Tại vì khi mà luyện âm là phải có cái sự mở miệng ra nói và cái người khác phải nghe. và bây giờ qua email cách nào họ có có thể viết ra được phiên âm cho nếu bạn hoàn toàn không biết gì về phiên âm hết thì làm sao họ có thể viết cho cho bạn được. Ok. Um OK, câu hỏi có đầu thanh Luân hay trả lời được. OK, âm J. OK. Đại khái trước khi âm um, âm um, um này. ha. Bây giờ các hỏi các bạn âm um, J. Yeah, chúng ta OK chưa? Âm um, J yeah, ở trong tiếng Anh OK là phải không? OK. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái âm um, J, âm J này. Cái cái câu mà Hà cách nói các bạn viết xuống khi mà các bạn học âm um J đó, các bạn còn nhớ câu đó là gì không? Đúng rồi, very good. Okay. Chị tôi chưa có chồng nhưng mà đọc dần giọng chị tôi chưa có chồng. Okay, chớ cái câu đó chứ không phải là viết lên là chị tôi chưa có chồng rồi mai mốt rồi. à giúp cho người khác nói là à âm chờ hay nó đồng vậy đó chị tôi chưa có chồng đọc vậy là xong không có đâu. Okay, chúng ta sẽ nhớ là dần cái giọng chúng ta lại chị, chị, chị tôi chưa có chồng ok nó không, trong tiếng việt không có cái âm đó nhưng mà có các muốn các bạn đọc vậy để các bạn có thể phân biệt được đấy right. Um, một số các bạn hay lẫn lộn uh, âm j và âm y ở trong tiếng anh tại sao có cái sự hiểu lầm này và yeah, đào tân luôn là cái nghị của bạn cũng là một trong những cái người bị uh, bị lẫn lộn hai cái âm này. Uh, thì à, các hỏi các bạn lý do tại sao chúng ta bị lẫn lộn giữa hai âm này tại sao không phải là âm j và âm khác ờ, tại sao là tại sao lại phải là âm y why is that tại sao chúng ta bị hiểu lầm này có ai nhớ không ai biết không hà cát có giảng điều này về khi mà hà cát đưa lên cái cái khóa luyện âm đưa lên đây mấy năm trước không phải hà có nói cái ký hiệu cái ký hiệu có nghĩa là khi mà các bạn thấy âm J thì các bạn hay lẫn lộn nó qua với âm Y đúng rồi tại vì IPA đã thấy GM họ học qua nhiều nghe nhiều khóa quá rồi GM đang nói là bây giờ phải lên giúp các bạn nó phải ra là gà sáng rồi đó lên giúp các bạn mới được exactly đúng rồi IPA người ta dùng cái ký hiệu cái giống như là cái letter J ok người ta dùng cái âm này cho cái âm giờ yeah, ở trong tiếng Anh phải không? Uh -huh. Vì vậy cho nên một số các bạn giữ khi mà viết vào trong này các bạn viết âm khi mà nói tới âm giờ là các bạn viết cái letter j. Giờ chúng ta hiểu lầm ngay từ cái chỗ này. Ok. Tại sao người ta dùng cái j cho cái ký hiệu đây là ký hiệu của IPA các bạn ha, ký hiệu của IPA thì chúng ta viết ở trong cái bracket như thế này. Ok, chờ âm giờ. Thấy không? Khi mà IPA thì chúng ta dùng ở trong cái bracket như vậy. như vậy. Còn khi mà American Heritage Dictionary thì chúng ta thấy dùng cái slanted line. Các bạn hiểu không? Ok, bởi vậy cho nên khi mà chúng ta rõ ràng là là chúng ta dùng cái ký hiệu nào khi mà đưa lên là người ta sẽ biết ngay là chúng ta dùng ký hiệu nào. Thì khi mà IPA Um, IPA là International Phonetic Alphabet. Uh, đó là cái cách phiên âm phần đông, phần nhiều các bạn sẽ thấy ở trong các, các quyển từ điển của Việt Nam nó hay dùng. Khi mà học tiếng Anh, uh, họ không có dùng cái ký hiệu phiên âm của Mỹ mà họ dùng ký hiệu phiên âm của quốc tế. OK. Thì khi mà các bạn thấy ở trong IPA họ sẽ dùng cái ký hiệu giờ, yeah, okay, ký hiệu này cho âm, um, giờ yeah. là tại vì sao? nhớ đây là là cách phiên âm quốc tế các bạn ha bởi vì cái lá cái, cái cái âm này cái lá j trong tiếng uh, đức nó đọc là giờ à? ok nhớ là cái nhóm mà uh, các các người ngôn ngữ học khi mà họ đọc ra đó Okay. họ đặt ra uh, cái cách phiên âm này là có rất nhiều các nhà ngôn ngữ học của tất cả mọi nơi trên thế giới chứ không phải là người Mỹ hoàn toàn. OK bởi vậy cho nên cái cái lá ở trong uh, tiếng Đức đó, thì nó đọc ra là giờ ví dụ như vậy nha, các bạn nghe cái chỉ như là ja uh, yeah, ja, yeah. OK ja yeah. như thì các bạn nghe nó rất rõ ràng nó là âm um, giờ. Yeah. Tại vì ngành của hai Cát là ngôn ngữ học mà bạn. OK. Um, cho nên uh, vào nhiều những cái vấn đề mà mà về các ngôn ngữ thì hà các cũng có biết sơ sơ qua. Um, cho nên khi mà các bạn uh, thấy cái, um, cái 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 âm đó, các bạn thấy cái cách chữ viết là cái là cái cái letter J nhưng mà cái cách đọc thì nó là âm dở. Bởi vậy cho nên khi mà nói tới tiếng Anh đó, các bạn sẽ thấy là người Mỹ họ dùng cái âm đó rất là rõ ràng. Chỉ you họ viết là âm dở year hay là young họ sẽ dùng cái âm giờ Hình như vậy các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn nhiều vậy các bạn sẽ không có bị tẩu hỏa nhập ma không có bị confused giữa âm này và âm khác đó là lý do tại sao hà cá dùng cách phiên âm của người mỹ để giúp cho các bạn học tiếng mỹ mà không phải là dùng cái cách phiên âm của người đức cho các bạn học tiếng tiếng mỹ hiểu chưa <laughs> ok rồi, bởi vậy cho nên à, các có nhắc đi nhắc lại với các bạn rồi. Học khóa liền âm, các bạn sẽ tự mình trả lời được rất là nhiều câu hỏi. À, tại sao có cái vấn đề hiểu lầm này? Tại sao có vấn đề hiểu lầm kia? Thì bây giờ các bạn đã biết là tại sao rồi đó. Ok, giờ khi mà mình đã hi hiểu ra được cái vấn đề mình biết ra rồi, thì các bạn sẽ thấy là nó rất rất là dễ dàng à, để mình có thể nhớ được phải không các bạn? Uh, nó là từ IPA, ok, nó là từ IPA các bạn. Uh, cô giúp em phân biệt âm, um, uh, yeah, ok, âm um, short u sound và yeah, short u sound, alright, như thế này. khi mà bạn đọc u, uh, u, uh, ok, thì bạn sẽ thấy trước khi chúng ta ơ ờ, thì chúng ta phải u trước đã Ua. Ua. còn cái âm short như sao nó là âm ơ chứ nó không có u ok nếu bây giờ bạn muốn học cách viết cái chữ good phải không chữ này phải không alright good good các bạn sẽ nghe thấy u chứ không phải là uh good uh good thấy rõ không nó không phải là uh good mà nó là uh, good okay chữ này what what word word, word word mà nó không phải là uh good uh. thấy rõ ràng cái sự khác biệt chưa chỉ cần bạn nghe và bạn hiểu. Ok, ví dụ như cái chữ này. Put, pua, ua, ua. Ok, uh, Trang chịu hỏi về cái vấn đề đó có nghĩa là âm đi Dạ âm R, L, D. Chúng ta đã học tới ending sound chưa? Ok, âm R chúng ta học chưa? Ok, cho nên họ các hỏi cần trả lời. Ok. Alright. Cho nên các bạn thấy những cái gì mà học rồi đó như bạn hỏi âm short U and short you hoặc các trả lời ngay cho bạn là tại vì chúng ta đã học qua rồi w o u l d và w o o d nghe hạ đọc Would và would các bạn nghe hai cái chữ này nói như thế nào Would Word Homophone Đúng rồi Tại vì nó hoàn toàn giống nhau Ok Cái âm L Ở trong cái chữ word Bạn không có đọc Tại vì nó giống nhau Hoặc các đọc giống nhau Là tại vì hai chữ này là homophone Nó hoàn toàn giống nhau Ok rồi nhớ là âm L ở trong những cái chữ như là could hay là would hay là should chúng ta không có đọc các bạn ha Nhưng mà đó là cái phần mà uh, các ending sound chúng ta chưa học tới Chúng ta mới có học tới initial sound hoặc là beginning sound mà thôi Âm short I thì các bạn nhớ là chúng ta bắt đầu bằng âm y e, Nhưng mà các bạn sẽ hạ cái hàm của mình xuống E -ye. E -ye. Giống như là bạn đọc E i E -ye nó khác với âm long y là chúng ta không có hạ cái hàm của mình xuống hàm khi mà hạ cái này. cái hàm nó có nghĩa là cái lower jaw là cái hàm dưới của mình đó ok cái lower jaw là cái hàm dưới đó khi mà mình hạ cái hàm xuống thì nó sẽ ra là, là e ye 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 phải hạ cái hàm xuống thì sẽ phát ra được âm short i sound còn nếu chúng ta không hạ cái hàm xuống thì chúng ta chỉ có y mà chúng ta không có nghe được cái âm e ở trong đó thì đó là khi mà chúng ta nói tới âm long E. các bạn thấy rất rõ thấy thấy khó thấy rõ ràng chưa i e hạ hàm xuống i i i còn cái âm kia nó là i i i rõ ràng chưa bạn bạn nào hỏi đó hiểu chưa ok uh, trang hiệu nói về âm t và ch chúng ta đã học tới âm ch chưa các bạn nha trang không có theo dõi lớp thành ra trang không hiểu là cái cái âm nào chúng ta học rồi âm nào chúng ta chưa học thành ra bạn cứ hỏi như vậy hả các không trả lời được thế còn những bạn này theo dõi lớp từ đầu uh, và và uh, hỏi thì hả các mới có thể trả lời được tại vì so sánh những cái gì mình đã biết rồi thì chúng ta mới có thể so sánh được còn những cái gì chúng ta chưa biết thì làm sao để mà so sánh phải không đấy right, uh, khanh hỏi là uh, để để hả các coi để các coi uh, chữ của Khanh viết là chữ nào thật á uh, Nó đọc khác nhau. Ok, hãy các đọc cho bạn nghe ha. Rồi các bạn sẽ nghe thấy nó khác nhau ở cái chữ nào. RAN RAP RAN RAP Âm short A là e Trong hai chữ AN And A Đúng nó dài và nó ngắn nhưng mà nó có phải là âm e hay là không đặt all em asking e and e e nó có phải là một âm không cay bạn đúng cái okay. nó vẫn là short e và hạt vẫn đọc short e okay. nhưng mà hạt các có nói với các bạn rồi long và short có nghĩa là mình thấy cái chữ nào long mình phải thấy có dài nó ra và cái chữ nào short mình phải đọc ngắn nó lại có đúng hay không hả các giảng cái điều này ngay từ đầu ngay từ khi mà chúng ta học cái âm đầu tiên đó đúng rồi nó không ok và tại sao chúng ta chúng ta lại gọi nó như vậy tại vì khi mà nói với các em nhỏ đó nó long a short đây đặt tên cho cái âm nó thôi và hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì hết đặt tên vậy thôi hoặc là ví dụ chúng ta nói a big a and, and little a Ví dụ chúng ta nói big and little, ok, các em có thể hiểu. Thì bây giờ các có thể nói, oh, đó là big A and this is little A. Ok, bây giờ cho nên tại sao khi nào chúng ta đọc kéo dài cái nguyên âm, thì Hà Cá đã nói với các bạn rồi, viết cái câu hỏi của mình xuống, Hà Cá sẽ trả lời. Cái tất cả những cái điều đó khi mà các bạn học qua cái khóa luyện âm, Phật đó các bạn ở trong này đã học qua rồi, đều biết hết. Ok, giờ chúng ta có thể trả lời được hết, nhưng mà chúng ta đừng có chạy trước. Những bạn nào mà mà đang mới học đó nếu mà các bạn chạy trước các bạn sẽ bị sẽ bị hỏa nhập mà cho nên Hà các viết theo cái tài liệu mà Hà các thấy rằng nó dễ dàng nhất cho các bạn cái hiện tại bây giờ các bạn đừng có suy nghĩ gì cái vấn đề gì mà nó khó khăn hết À ok Hà các nói như vậy mình rõ là mình thấy nó short easy sàng mình đọc an an vậy là xong rồi ok khi mà các em nhỏ nó đọc bài đó các bạn các bạn các em vẫn đọc như vậy e e e n e e e là xong nó không khó gì hết không có ai thắc mắc cái gì 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 hết bởi vậy cho nên các em nó học mới lẹ ok rồi à, cái trả lời cho bạn như vậy được chưa thỏ con Ok, Hà Các có nói với các bạn rồi về cái vấn đề những cái tài liệu ở trên ở trên mạng khi mà các bạn nghe. Và Hà Các có nói rất là rõ ràng cũng như vậy ở trong ở trong cái phần luyện âm ngay đầu tiên, cái âm short a sound là a chứ không phải là a. Nhưng mà ở trong phần nhiều các tài liệu khi mà các bạn nghe đó người ta sẽ đọc là short a là a. Nhưng mà Hà Các nói các bạn khi mà chúng ta đem vào cái âm đó chúng ta đọc là am hay chúng ta đọc là am i am hay là i am bởi vậy cho nên khi mà mà nói về âm thì phải đọc cho nó rõ ràng cái âm cho nên một số người khi mà khi mà với các em nhỏ như hà cát nói khi mà ở trong lớp hà cát vẫn nói rõ với các em đó là âm e chứ không phải là âm a nhưng mà phần nhiều khi mà ở trong các tài liệu các bạn nghe người ta nói a, short a a, a". Nhưng mà khi mà các bạn thấy rõ ràng khi mà mình đọc mình không đọc là a am can I can đúng không? I can không có nói như vậy tại vì nhớ là âm nào ra âm đó. Cho nên là các nói short a sao nó là âm e là tại vì từ e các bạn sẽ đọc là e an I can mà chúng ta không có đổi giọng. Phải không? Alright. Đúng. Cho nên cho nên khi mình khi mà họ các nói tất cả những cái tài liệu họ đưa lên Chứ nó không có sát với cái âm cho nên khi mà nói về cái vấn đề luyện âm đó mà vấn đề cho dạy trong các các lớp cho người lớn phải nói rõ ràng là tại vì họ sẽ nói là à, tại sao tôi thấy thế này tại sao tôi thấy thế kia là tại vì họ các nói giải thích cho họ cho họ biết tất cả những cái điều mà đưa lên nhất là những cái điều mà trên mạng đó các bạn không phải hoàn toàn một trăm phần trăm đúng Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta vào trong Internet, chúng ta search, chúng ta tìm hết, uh, tìm hết cái nơi này, nơi nọ nơi kia. Đúng, Hà Cá giới thiệu cho Khanh uh, vào trong cái đó để mà bạn có thể tập đọc. Nhưng mà Hà Cá cũng có nói rõ là cái điều nào nó đúng và điều nào nó sai trong đó rồi mà. Thấy không? Hà Cá có nói rõ cái điều này rồi, Hà Cá mới đưa lên. Cho nên tất cả những cái điều khi mà các bạn vào trong mạng, các bạn đọc hoặc là những người mà họ tung lên trên mạng đó, thì các bạn phải cẩn thận một chút xíu. Lý do tại sao chúng ta... Uh, có cái sự khác biệt là khi mà chúng ta vào trong mạng thì chúng ta đọc ở trên mạng và chúng ta vào trong một lớp học để mà học cho thật sự. Hà uh, các có nói Hà uh, các biết xin là tới giờ có xin nào rồi. Uh, nhưng mà Hà các uh, nhắc với các bạn một điều này các bạn ha là các bạn các bạn thông cảm một chút xíu là phần đông những người vào trong thao khi chúng ta vào trong thao thóp thì chúng ta học chúng ta bị lẫn lộn một cái chút xíu là chỗ này. Khi mà các bạn tới trường, các bạn đóng tiền ở trong trường đó, các bạn biết chắc chắn cái người thầy đó họ phải có những cái bằng cấp như thế nào để mà họ có quyền đứng vào trong lớp đó để mà họ đứng lên để mà họ dạy cho bạn. Nhưng mà vào trong phao thoát thì chúng ta không có thể chắc chắn được. Phải không? Chúng ta vào những thoát bất cứ người nào mà lên lên mà cầm cái microphone mà giúp chúng ta đầu, chúng ta đều gọi là thầy và là cô. Và chúng ta bị hiểu lầm ngay từ cái chỗ đó tất cả mọi thầy và tất cả mọi cô chúng ta có thể tin được hết hay không thì ngay ngay chính nhà hà cát cũng vậy các bạn cũng không biết hà cát là ai hay là gì gì đó làm sao có có thể tin được cái cách của hà cát nói các bạn chúng ta đều là người lớn chúng ta đều là người lớn hết rồi chúng ta có cái lý trí để mà suy xét cái nào là đúng cái nào là sai thì các bạn cứ nghe những cái điều khi mà Hà các em chia sẻ với các bạn, Hà các không cần phải phí đưa ra những cái bằng cấp nào Hà các có hay là gì gì hết, các bạn cứ nghe cái cách Hà các chia sẻ, rồi các bạn các bạn suy nghĩ nó có đúng hay là không và các bạn có thể tự mình thấy được là à cái người này trình độ họ ở chỗ nào, hay là trình độ họ có biết gì về dạy anh văn hay là không chỉ có vậy thôi cho nên không cần Hà cát phải nói Hà cát là ai hay là Hà cát làm cái gì hay là gì gì tất cả những cái điều đó không cần biết. Nhưng mà khi Hà cát chia sẻ với các bạn, các bạn có thể đánh giá được là Hà cát nói chuyện với các bạn khi mà Hà cát giải giải thích những cái điều đó cho các bạn hay là những cái điều mà trong ngôn ngữ học hay là trong tiếng Anh như thế nào. Các bạn có thể tin được hay không? Nếu các bạn không tin được các bạn cứ có thể đi tìm tìm những cái sách mà nói về những cái đó để các bạn tra thử coi là có đúng hay là không. Còn um, đừng các không phải nói là các bạn không có thể tin tất cả những cái người mà trên đây nói tất cả những người ở trên đây đó khi mà họ giúp với các bạn đó thì họ thật sự là có cái tấm lòng họ thật sự họ có cái tấm lòng và họ giúp cho các bạn các bạn nên cảm ơn những người đó đừng có trách họ là à, tại sao à, à, cô nói cái điều này sai tại sao thầy nói cái điều kia sai đừng có trách họ là tại vì có thể là cái ngành của họ không phải là cái ngành dạy văn mà có thể là họ chỉ muốn lên để mà giúp các bạn thôi Ok cho nên đừng có trách những người đó tại vì chính các bạn cho họ cái 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 danh hiệu là thầy là cô chứ không có người nào lên mà nói là ok các bạn phải gọi tôi là thầy, các bạn phải gọi tôi là cô hết. Cho nên chính các bạn cho họ những cái danh hiệu đó rồi bây giờ chính các bạn cái quay ngược lại và các bạn trách những cái người đó. Uh, cho nên uh, chúng ta phải hiểu phải hiểu được cái điều đó ok right. uh, và đừng có trách uh, trách như các bạn đó à, Các các thấy có một số các bạn thăng phiền là uh, bởi vì uh, tôi không biết điều này, tôi mới tôi không biết điều kia thành ra bây giờ các bạn quay lại các bạn uh, trách móc qua này nọ kia các bạn không không nên um, không nên làm điều đó ok um, nên appreciate hết giờ rồi đâu nữa mà lên tới tới bài 3 bài ba để ngày mai <laughs> âm um, an trong tiếng việt có rồi à, uh, thành engineer âm uh, um, an trong tiếng việt đó là là âm n đó bạn âm uh, um, n trong tiếng việt đó não nề hay là nặng nề hay là chạy đó thế là âm um, an âm um, bài 2 kể như là hết rồi các bạn phải không À, tài, tài liệu có bài 3 và bài 4 hoặc cái đưa hết lên rồi. À, âm um, gì? Ok chào các coi. Các bạn có thấy xin nào giờ chưa? Các thấy. Ok, um, tới âm G gì các bạn ha? Huh? âm z thì nó là âm z ở trong cơ nghiệp miền Bắc đó thì nó âm z là dễ ra phải không? Đó là cái, cái những cái âm giờ trong trong uh, tiếng Việt Nam mà các bạn đọc theo giọng của miền Bắc rất là z khi mà đọc tới âm z thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ cần sát hai cái cái uh, răng lại với nhau hai hàm răng chúng ta sát lại với nhau vậy chúng ta z vậy là xong chúng ta sẽ coi những cái chuyện như là zoo hay là zebra, ok? uh, các thấy có một số bạn khi mà đọc cái chữ này hơi đọc sai hoặc các sẽ sẽ giúp cho các bạn uh, khi nào chúng ta cần phải chia cái âm này cho nó đúng z, z zebra ok cho nên cái âm z đó nó không có khó alright hà các nói rồi chỉ cần cái hai cái hàm răng của mình sát vào với nhau bạn đọc là z z là xong rồi bạn không cần thắc mắc là cái lưỡi bạn để như thế nào bạn chỉ cần z, hai cái chữ đó vô và bạn đọc những cái chữ như là u z, u, u, z, u là xong hiểu không đừng có thắc mắc những cái điều khác chỉ cần z là là các bạn xong rồi không cần phải thắc mắc ở à, cái cái lưỡi tư nó có phải rung hay không hay cái gì vậy đó you don't need all of that. Okay, không có cần mấy cái mấy cái chuyện đó Giờ trong cái lệnh này các bạn sẽ thấy cái bài số 3 và số 4 à, ngày mai hà các sẽ uh, sẽ hình uh, như uh, ngày mà có hạt cá có thêm giờ cho các bạn ha tại vì hôm nay hạt Cát vào để mất của các bạn 30 phút thì ngày mai hạt Cát sẽ có thêm giờ cho các bạn và hạt Cát sẽ uh, giải thích thêm À, tại sao một số các letter, ví dụ như là letter C, uh, các bạn không thấy phiên âm của nó như thế nào hết, hoặc là các bạn sẽ thấy um, letter Q, chúng ta cũng không có cái uh, phiên âm nào hết, thì hạt uh, Các sẽ uh, sẽ các sẽ đem lên tất cả những cái điều này cho các bạn. trong này chúng ta còn ba cái letter, chúng ta chỉ có nói tới là letter C, letter Q và letter X, vậy Hà các mọi sẽ trả lời tất cả những cái uh, câu hỏi liên quan tới uh, những cái bài chúng ta đã học qua trước khi chúng ta bước sang bài 4 bài 4 nó hơi nặng một chút xíu các bạn ha tại vì chúng ta nó học về ở control và ở sound uh, nó hơi nặng hơn một chút xíu nhưng mà um, hà cát tin rằng các bạn cũng sẽ làm được hà uh, cát có nói trước rồi in tài liệu ra coi những cái tài liệu đó trước uh, và các bạn uh, chưa bắt đầu mà làm sao xong được uh, bạn uh, revolve chưa bắt đầu mà Ok, Haka nói ngày mai chúng ta sẽ trả lời tất cả những gì liên quan tới bài số 1, bài số 2. Rồi Haka biết là theo cái chương trình thì chúng ta sẽ nói tới bài số 4 nhưng mà chúng ta chưa chưa có hết đúng không? Tại vì trễ quá. Các bạn các bạn hỏi nhiều quá. <laughs> Thật ra chúng ta đi chậm. À, thì ngày mai chúng ta sẽ nói tới bài số 3. Uh, rồi bài thứ 3 xong thì chúng ta sẽ cố gắng nói tới bài số 4 uh, Nhưng mà it's okay uh, uh, Các bạn thấy là Hà Cát không còn, còn nói là day 1, day 2 nữa Mà Hà Cát nói là part 1, part 2, phần 1, phần 2 Và không, tại vì Hà Cát biết ra là rõ ràng là chúng ta không còn uh, không còn đi theo ngày được nữa Mà chúng ta phải đi theo phần à, uh, Cho HJ xin hỏi các bạn nào có bài của Hà Cát uh. OK, alright. right. Um, cát cảm ơn các bạn rất là nhiều ha và Hà cát um, mong rằng ngày hôm nay Hà cát đã giúp cho các bạn được một chút xíu những cái uh, cái điều mà các bạn thắc mắc về trong tiếng âm trong tiếng Anh. Uh, Hạt cát có nói rồi là những cái tài liệu này nó hơi mới cho một số các bạn. Cái điều mà Hà cát rất rất là mong muốn là các bạn có thể uh, uh, bỏ qua những cái uh, những cái điều mà mình đã học từ trước tại vì nếu mà các bạn không có xếp những cái điều đó lại và để xếp nó vào một xó đó thì các bạn sẽ rất là khó để mình có thể uh, có một cái 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 cái, cái hộp trống và các bạn để các bạn có thể cho những cái kiến thức mới vào uh, những cái điều này nó 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 hơi khó khi mà dạy cho em uh, không phải dạy mà là chia sẻ cho cái lớp của người lớn Uh, cho nên uh, các bạn hay thắc mắc về cái điều đó It's understandable, nó, nó rất là bình thường thôi Hà Cát gặp rất là nhiều trường hợp rồi Cho nên Hà Cát không có mời trả lời những câu hỏi của bạn Nhưng mà Hà Cát uh, có nói trước Hà Cát cũng xin lỗi một số bạn Hà Cát không trả lời một số các bạn ở trong đây Là tại vì những câu hỏi đó đi ra ngoài lệ rồi Nếu mà những cái điều mà chúng ta chưa học tới Mà Hà Cát bây giờ đem ra nói Thì các bạn ở trong lớp này sẽ bị confused Sẽ bị tạo hóa nhập ma tại vì khi mà nói tới uh, cái vấn đề học đó các bạn đâu có thể nói là chỉ một trong hai ngày mà xong đâu phải không các bạn nhưng mà chúng ta phải đi theo đúng cái level của mình thì các bạn khi đó các bạn mới có thể uh, nhập tâm được có thể uh, lãnh hội được uh, chứ còn nếu mà chúng ta cứ đi loạn đường hết á, là chúng ta sẽ bị uh, chúng ta sẽ bị confuse hết và chúng ta sẽ bị tổ hỏa nhập mà thế này vậy hả các các bạn rất là nhiều bây giờ hả uh, có cá mời các bạn ở lại để cùng học với thế nào thế nào có dùng instructor không À, uh, ok. Vậy Hà Cách cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. À, giờ Hà sẽ gặp lại các bạn uh, ngày mai ha, Cách. Uh, chào các bạn nha. Chúc các bạn ở lại học chữ trẻ. Bye all.